Chương 1400, Thần Tỷ. Đông Hoàng nhận thẻ suy diễn, trong đầu nhớ lại các công pháp, ông ta nhớ rất nhiều công pháp, cấp thần hoàng cũng không ít, thân là bá chủ một phương ở thần hoàng vực, công pháp đương nhiên không thiếu. Trong nháy mắt, Đông Hoàng đã chọn sử dụng Ngân Hà Bí Điển làm cơ sở, suy diễn xuất ra công pháp cấp thần đế. Quả nhiên là thẻ suy diễn cấp thần đế, bản hoàng bái phục. Đông Hoàng rất kinh ngạc, thế mà thật sự suy diễn ra được, không chỉ chắc chắn là cảnh giới thần đế hơn nữa đây là suy diễn ra từ công pháp của ông ta thế nên cực kỳ thích hợp để ông ta sử dụng cảm mộ được công pháp mới bình cảnh nhiều năm bất động cũng có chút nới lòng, cảnh giới thần đế sắp tới rồi không để ý đến gia đình tiểu hàm hàm giang thái huyền nhìn thông tin của thông thiên giáo chủ thần ma tiên thiên thông thiên giáo chủ phật tử của thượng thanh giáo chủ tiệt giáo ấu niên kỳ thần vương đỉnh phong thần công thượng thanh kinh tiên thiên cửu chuyển huyền công thiếu tiên thiên thần ma bất diệt thể hỗn nguyên bất diệt thế thần khí đạo khí tiên thiên chu tiên tứ kiếm trận đồ chu tiên thần khí tiên thiên thanh bình kiếm chống ra cá trụy điện tím khóa xuyên tim thiên phú trận pháp cấp tiên thiên tinh thông luyện khí tinh thông đan đạo cao nhất thừa hưởng một số thiên phú của bản cổ vượt xa đại đạo tu hành của thần ma tiên thiên bình thường có thể kích phát sức mạnh thiên đạo để chiến đấu trận pháp đan đạo luyện khí đều biết giang thái huyền kinh ngạc trận pháp thì không cần phải nói chu tiên kiếm trận, vạn tiên trận đều là chập pháp cấp khủng bố, người này vốn là sư phụ của Vân Tiêu, nếu không hiểu trận pháp thì cửu khúc hoàng hà của bọn họ tạo như thế nào chứ? Luyện khí cũng dễ giải thích, đệ tử của thông tiên giáo chủ đa số đều biết luyện khí, hơn nữa trình độ rất cao. Một vài trận pháp cũng cần phải có thần khí đặc thù mới có thể bố trí được, nhưng thông thạo đan đạo này thì thật sự có chút ngoài suy đoán của hắn. Theo truyền thuyết ở kiếp trước, luyện đan hầu như chỉ có Phật tử của Thái Thượng truyền ra, được gọi là đệ nhất luyện đan sư, không ngờ thông thiên giáo chủ cũng đến cấp bậc này cấp bậc thánh nhân này cũng gần giống như là toàn năng giang thái huyền hâm mộ quả thật có thể nói là toàn năng cái gì cũng biết mẹ nó còn có nhiều pháp bảo sau khi đọc xong toàn bộ thông tin này giang thái huyền tiếp tục phơi nắng vù vù không bao lâu có ánh sáng lấp lánh phía chân trời xuất hiện thông thiên đạo nhân cùng hậu thổ đã trở lại vẻ mặt hai người bình thản không biết kết quả của cuộc luận đạo như thế nào có phân được ai đạo hạnh cao thâm hơn không Chàng chủ, hai người trở lại, thần sắc lạnh nhạt, xin hỏi, ai trong các ngươi thắng vậy? Giang Thái Huyền rất tò mò, có thể nói cả hai đều là hậu duệ của bàn cổ, nhưng lại đi con đường khác nhau, một người theo hồn, một người theo thể. Trong luận đạo không có kẻ thắng người thua, thông thiên giáo chủ hờ hững nói, Giang Thái Huyền bĩu môi, đứng lên bảo các người đã luận đạo xong rồi thì chúng ta cũng có thể đi thiên đế sơn xem một chút. Hắn vẫn rất tò mò về bí mật dưới thiên đế sơn, việc lúc trước thần giới suy yếu có liên quan gì với thiên đế không thiên đế để lại cái gì hắn cũng muốn biết nếu không biết rõ được vấn đề này hắn sẽ lo lắng không biết tương lai có thể đột phá thần đế hay không ngay khi giang thái huyền vừa nói đi thiên đế sơn đám người long hạo một nhà tiểu hàm hàm cũng lên tiếng muốn đi theo ngay cả đông hoàng cũng không có tâm trạng nghiên cứu công pháp thần đế nữa nếu tất cả đều tò mò vậy thì cùng đi đi giang thái huyền gật đầu rồi dẫn mọi người đến thiên đế sơn khi lại bước chân lên thiên đế sơn lần nữa mọi người không khỏi cảm khái lúc trước khi mở chư thần bảng có tới đây hiện tại ư vị thần hoàng của chư thần bảng kia vẫn còn một phần cơ thể chưa hầm về sau nếu có thời gian sẽ hầm dưới chân núi vạn trượng này các ngươi ai ra tay giang thái huyền nhìn về phía mọi người thần ma đạo chàng không thể ra tay được họ ra tay tức là phải tiêu tiền sao hắn có thể làm ra loại hành động thua lỗ này được ta đi đông hoàng mở miệng vừa nhấc tay lên luồng khí sắc tím tràn ngập ngân hà sắc tím mà hắn tu luyện chính là năng lượng từ các ngôi sao. Ầm ầm, thần hoàng đỉnh phong ra tay, mặt đất lập tức tách ra, thần lực xông vào lòng đất mở ra vực sâu minh mông. Đi, lối đi được mở ra, một đoàn người ngự không xuống dưới lòng đất vạn trượng. Trong lòng đất kim quang rực rỡ, thần nguyên khí nồng đậm, ẩn chứa một tòa cung điện vàng rực, có trận pháp bao phủ nên không bị thời gian cùng bụi bậm làm vấy bẩn. Trận pháp này chỉ bảo vệ cho nơi này không bị phá hư, không phải để ngăn cản người khác tiến vào thông thiên giáo chủ nói cung điện màu vàng sừng sững phía trên ghi ba chữ thiên đế cung đúng là nơi ở của thiên đế thời kỳ nguyên cổ lão thiên đế cung cao trăm trượng thần trụ vàng vẽ đầy hoa văn rồng phược nguyên khí nồng đậm như sương mù thần minh bình thường ở đây hấp thụ một hơi có thể bớt được vài ngày khổ tu vào lúc này cánh cổng của thiên đế cung mở ra dẫn thẳng vào chỗ có long ỷ long án thiên đế trên long án có bảy thánh chỉ đế vương làm bằng gia thú quý hiếm bên cạnh có một hộp ngọc có khắc ký hiệu cổ Long Hinh Nhi kêu lên thần tỷ của thiên đế. Trường 1401, có lẽ ta biết ai đã lấy nó. Thần tỷ của thiên đế, sắc mặt đông hoàng thay đổi, thiên đế thống lĩnh, hiệu lệnh cả thần giới, đồng thời thiết lập những vị trí đại thần, trường ngự chư thiên, thần tỷ này là thần khí cường đại nhất, nhất định là cấp thần đế. Ánh mắt mọi người rực lửa, thần khí cấp thần đế mạnh đến mức nào, bọn họ trước đây cũng không biết, nhưng sau khi biết được đạo tràng thì bọn họ mới biết rõ nó là thần khí cao cấp có sức mạnh vô hạn, mà hiện tại chỉ có thần ma ở đạo tràng là có thần khí cao cấp, bọn họ chỉ có thể nhớ lại lịch sử trước của thần giới, mới biết có một vài thần khí cấp thần đế. Có nguy hiểm gì không? Tiểu hành thiên nói, thần khí cấp thần đế có thể đặt ở đó như thế sao? Thử đi rồi sẽ biết, Long Hinh Nhi nói, không quên quay đầu nhìn lại Giang Thái Huyền, chàng chủ, nếu có nguy hiểm thì ra tay cứu ta, nếu không có thì đừng trừ tiền. Nếu không gặp nguy hiểm mà bị trừ tiền thì thật là uổng phí. Giang Thái Huyền gật đầu, nhìn Long Hinh Nhi đi mở hộp ngọc. Cạch, hộp ngọc được mở ra dễ dàng, nhưng không có gì trong đó, cũng không có thần tỷ. Chống không, ta đã nói rồi, thiên đế này sao có thể thiểu năng mà để thần khí lại chứ? Long đế bĩu môi, thần khí cấp thần đế này rất đáng giá. Nhìn xem thiên đế viết cái gì, Long Hinh Nhi lại nhìn về phía thánh chỉ ra thú kia, Long tộc của nàng vẫn luôn tìm hiểu về thiên đế, các văn tự của thời kỳ đó cũng được ghi lại. Bản đế trưởng khống chư thiên, một ngày thần giới dung chuyển, Căn nguyên bị phá vỡ, Bản Đế đi điều tra, phát hiện một bí mật chấn động. Không ngờ trên đời này lại tồn tại một cường giả vượt qua cả thần đế, Bản Đế ổn định căn nguyên, dẫn dắt thần binh thần tướng cùng thần minh chư thiên đi điều tra, nào ngờ gặp phải kẻ thù lớn, đành mượn căn nguyên thần giới để đánh lui địch, vì thế thần giới sẽ dần dần trở nên suy yếu, thế cho nên sẽ có một khoảng thời gian đời sau không thể sinh ra thần đế. Bản Đế hổ thẹn, cũng may không có mượn nhiều căn nguyên, nó sẽ từ từ khôi phục. Nhưng lúc này bản đế đã tiếp xúc tới nơi đó, thu hút sự chú ý của bọn họ, không thể không dẫn dắt chư thần ra ngoài thần giới, bảo vệ thần giới không bị tiêu diệt. Bản đế không biết khi nào sẽ trở về, không biết tương lai sẽ đi về đâu, nên đã thay đổi trời đất, cưỡng ép mở rộng phi thăng chi hải, lấy phi thăng chi hải làm cơ sở, bày ra trận pháp chư thiên, bảo vệ thần giới. Bản đế để lại thần tỷ, người có duyên đến, có thể dựa vào thần tỷ để tiến vào phi thăng chi hải, để thần tỷ dẫn vào trung tâm chập pháp chư thiên, sau đó có thể mở ra căn nguyên thần giới. Một khi trận pháp chư thiên biến mất, sức mạnh to lớn của chư thần sẽ trở về thần giới, đồng thời có thể làm cho thần giới mạnh lên, và sinh ra thêm thần đế, cũng có thể chỉ dẫn bọn ta phương hướng trở về. Nhớ lấy, việc này cần phải cẩn thận, hậu duệ nhất định phải làm được. Tồn tại vượt qua cả thần đế, mọi người kỳ quái nhìn hậu thổ cùng thông thiên, hai vị này chính là sự tồn tại vượt qua cả thần đế. Không phải nói bọn ta, Giang Thái Huyền giải thích, nhìn long hình nhi nghe người nói vậy thần tỷ này đã được để lại đây nhưng hiện giờ không còn nữa xem ra có người đến trước chúng ta là ai chứ có thể tới đây lấy thần tỷ hẳn không phải kẻ yếu đông hoàng nghi ngờ lấy được thần tỷ nhưng không có thông tin gì truyền ra xem ra người này rất cẩn thận long hình nhi cũng nhíu mày nói có lẽ ta biết ai đã lấy nó tử giao bỗng nhiên nói người biết đám người kinh ngạc ta cũng chỉ đoán thôi tử giao trầm giọng nói nếu là đế thần khí lại còn là thần tỷ, nếu không có thần tỷ thứ hai vậy thì nhất định là hắn đã lấy đi, thần vương đã ngã xuống cha của đế tinh. Cha của đế tinh, mọi người kinh ngạc, có khả năng, lúc trước thiên mộng từng nói, cha của đế thần lấy được một thần khí, sau đó bị người khác vây giết, thiên thần vương, hình như ngươi cũng là một trong số những người đó. Giang Thái Huyền nói, khổ, cái gì mà một trong số đó, tất cả đều là bạn bè, ta sao có thể ra tay với bạn bè chứ? Thiên thần vương vội ho một tiếng, nhưng giọng nói càng ngày càng nhỏ, nhìn thần sắc không tốt của mọi người, hắn bất đắc dĩ nói, "Được rồi, ta thừa nhận, lúc trước quả thật ta có tham gia vào, nhưng mà ta thật sự không biết thần tỷ." "Giao Nhi, vì sao ngươi không báo chuyện này?" Tử Hoàng đạo bất mãn nhìn nàng, sắc mặt Tử Giao khẽ thay đổi, muốn giải thích lại bị Tiểu Hàm Hàm cắt ngang, "Báo cái gì? Đế Tinh ca cùng sư tỷ có quan hệ tốt như vậy, sao có thể báo được?" Tử Giao đỏ mặt, "Tiểu nha đầu nhà ngươi, đừng có cái gì cũng nói ra ngoài thế chứ." Nàng vội vàng giải thích, lúc ta biết thì đã trễ rồi, Thần Vương đã ngã xuống, thuộc hạ của hắn tìm đến ta, cầu xin ta đưa Đế Tinh hạ phàm, sau đó ngươi gọi ta trở về Thần Hoàng vực, cấm ta ra ngoài lần nữa. Lần tranh đoạt trước chỉ là thăm dò, bọn ta chưa từng thấy thần khí thần đế gì cả, hoàn toàn đều là do tin đồn đế thần rời đi khiến bọn ta chú ý. Thiên Thần Vương bĩu môi nói, lần đó, bọn ta thu thập rất nhiều tài liệu thần vương, luyện chế một lò thần vương đan, giao cho đế thần mới nhận được tin tức. Cùng lúc đó, thiên thần vương cũng có chút sợ hãi cũng may lúc đó tử giao không có ở đó nếu không đám bọn họ có lẽ không đủ sức chiến đấu đế thần này thật chẳng ra làm sao tử giao tức giận nói lúc trước nếu không phải nể mặt đế tinh thì bản hoàng đã trực tiếp làm thịt hắn được rồi bây giờ nói những điều này cũng vô ích đông hoàng xua tay bây giờ chuyện chính là làm sao tìm được thần tỷ này cha của đế tinh đã chết xem ra thần tỷ này ở trên người đế tinh và đế thần rồi khả năng ở trên người đế tinh cao hơn Giang Thái Huyền phân tích, đế tinh đến nhân gian trốn ngàn vạn năm rồi, đế thần phản bội giết cha, hẳn là không lấy được thần khí. Nhưng đế tinh không có, tử giao gấp gáp, lúc trước là ta đích thân tiến hắn đi, các ngươi đừng quấy dậy hắn. Ô, giao nhi, lúc trước để ngươi đến thần giới trải nghiệm, trải nghiệm của ngươi cũng quá sâu sắc đó. Mẹ của tiểu hàm hàm hài hước nói, sư nương, tử giao đỏ mặt đến tận mang tai, được rồi, giờ liên hệ với đế tinh. Giang Thái Huyền lấy ra đá truyền âm, đế tinh, người có biết tung tích của thần tỷ không? Phổ thân của đế tinh đã chết, đế thần phản bội giết cha, nếu không ngu thì hắn sẽ không giao cho đế thần, vì vậy rất có thể là ở trên người đế tinh. chương 1402, trở lại nhân gian. Mọi người chờ mong nhìn Giang Thái Huyền, đợi đáp án. Bất luận như thế nào thì hôm nay phải lấy được thần tỷ, không phải để cho mấy nhóm thiên đế trở về, mà là vì muốn khôi phục thần giới, để bọn họ có thể đột phá thần đế. Sau khi truyền tin đi, một hồi lâu không có phản hồi, trong lòng đám người này đều có dự cảm xấu, Long Hạo thầm nói chắc không phải là chưa làm gì được đế thần đấy chứ. Câm miệng, thân sắc tử giao không tốt, có thể nói bây giờ hai huynh đệ này không đội trời chung, người sống ta chết, một khi đế tinh không thắng thì có nghĩa là hắn đã ngã xuống. Khôi phục nơi này đi, về đạo tràng trước đã, Giang Thái Huyền cất đá truyền tin, trực tiếp rời đi. Mọi người cũng không ở lại lâu liền rời khỏi thiên đế sơn, Đông Hoàng lại ra tay đóng mặt đất lại, khôi phục tất cả về trạng thái ban đầu, về phần thánh chỉ kia, không ai đi động vào, không đáng giá. Cha ta quả nhiên đã đi tìm Thiên Đế, do thám cảnh giới trên thần đế rồi. Long Hinh Nhi lẩm bẩm, vẻ mặt đầy lo lắng, đó là một cường giả vượt qua cả thần đế, bên cạnh còn có hai vị, đương nhiên nàng cũng biết loại khủng bố và mạnh mẽ của cường giả này, chỉ là thần vương đỉnh phong nhưng dưới tình trạng bị thương chưa lành mà vẫn có thể không để Long Đế cung vào mắt để nó trở thành hậu hoa viên, có thể thấy được lúc họ không bị suy yếu khủng bố đến cỡ nào. Long đế đi do thám cảnh giới này, nếu gặp được cường giả đó thì e sống chết khó lường. Ta nhất định phải lấy được thần tỷ của thiên đế, tử giao, ngươi có thể nói cho ta biết trận chiến giữa đế tinh và đế thần không, cho dù chỉ là một phương hướng. Long hình nhi nhìn tử giao, vẻ mặt nghiêm nghị, ta đưa ngươi đi, tử giao nói, nàng cũng lo lắng cho đế tinh, nghĩ đến đây lại nhìn về phía tử hoàng đạo, sư tôn, ta. Đi đi, thần hoàng vực đều đã như thế rồi, gạt thần giới cũng vô dụng, có để lộ tu vi thần hoàng hay không thì tùy ngươi. Đông hoàng lắc đầu, thở dài, thần hoàng bọn họ không can thiệp vào thần giới, chủ yếu là để ngăn không cho kho báu long đế tiếp xúc với thần giới, tuy rằng thần hoàng không quan tâm, nhưng vẫn rất phiền phức. Bảo vật của thần đế cũng đủ để làm thần minh thèm thuồng rồi, bí quá hóa liều, Thái Vân thần hoàng chính là ví dụ điển hình nhất. Trở lại đạo tràng, Giang Thái Huyền lại nằm phơi nắng, nhìn bọn họ, tuy rằng thần hoàng vực các người có chút ích kỷ, nhưng cũng đã tránh được máu chảy thành sông hiện tại kho báu long đế đã hết nhưng thần hoàng vực vẫn là một mảnh đất chủ phú thần nguyên khí nồng đậm đây là nơi gieo trồng tuyệt vời đấy dấu kho báu long đế không để cho chư thần ở thần giới biết thậm chí bày bố để chấn lột thần vương đỉnh phong có thể nói là ích kỷ nhưng khi thật sự bùng nổ thần giới cướp đoạt khó tránh khỏi giết chóc máu chảy thành sông vì vậy không thể nói rằng họ hoàn toàn ích kỷ trang chủ việc gieo trồng thần dược quá chậm đông hoàng thở dài cho dù thần nguyên khí ở thần hoàng vực vẫn nồng đậm, nhưng thời gian sinh trưởng của thần dược không phải ngày một ngày hai. Giang Thái Huyền không nói chuyện, hắn có chút nhớ tiểu đội nghiên cứu ở nhân gian, nếu bọn họ có thể nghiên cứu ra chất xúc tác cấp thần thì thần dược cũng sẽ được đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng. Tất cả các thế lực lớn đều lùng sụp tài nguyên khiến cho thần hoàng vực giàu có nhất cũng không còn tiền, những chỗ khác ở thần giới có lẽ sẽ có chút tiền, dù sao bọn họ cũng chưa lừa hết thần giới, nhưng những chỗ còn lại chỉ là chút tôm tép, căn bản chẳng có giá trị gì các ngươi có thể đến nhân gian, mang tiểu đội nghiên cứu khoa học đến đây. Giang Thái Huyền sờ sờ cầm nói, nói tới thì bản chàng chủ cũng lâu rồi chưa trở về nhân gian. Nhân gian, Đông Hoàng ngẩn người, bối rối nói, nhân gian có thể kiếm tiền sao? Tiểu đội nghiên cứu khoa học là gì? Con biết, con biết, tiểu hàm hàm vội vàng vung tay lên, con nghe hạo ca ca nói qua rồi, nghiên cứu chính là nghiên cứu khoa học, băm chặt sinh vật rồi sẽ thịt nghiên cứu. Giang Thái Huyền, Long Hạo, mẹ nó rốt cuộc ngươi phổ cập cho tiểu hàm hàm cái gì vậy nghiên cứu khoa học là xẻ thịt nói như ngươi mà được hả cắt nhỏ các sinh vật để nghiên cứu có thế lực xấu xa như vậy ở nhân gian sao đám người đông hoàng giật mình xấu xa cái đầu ngươi các ngươi thì tốt chỗ nào ai trong số các ngươi không giết vô số người đập người ta banh xác cũng là chuyện bình thường cắt nhỏ nghiên cứu còn có thể ác hơn các ngươi à cổ long tộc bị tiêu diệt như thế nào còn không phải do đám thần hoàng các ngươi sao không nói nữa Bản hoàng phải hạ phàm một chuyến, đi đưa tiểu đội nghiên cứu khoa học tới đây hỏi bọn họ có bao nhiêu tiền." Đông hoàng nói. Đông hoàng muốn hạ giới, Giang Thái Huyền đương nhiên vui mừng, bởi vì hắn cũng có thể nhân cơ hội này đi ké một chuyến miễn phí, theo Đông hoàng xuống xem xem. Chỉ là hắn còn có chút lo lắng, nhân gian quá yếu, thần hoàng đi xuống có thể sẽ trực tiếp bị sụp đổ luôn không? Các ngươi đi xuống nhân gian như thế liệu nó có sụp đổ không?" Giang Thái Huyền nhíu mày, "Cái này, Đông hoàng sửng sốt suy nghĩ một chút mới nói, bản hoàng áp chế thực lực, cố gắng không để lộ ra một tia khí tức. Cha, ta nghĩ chúng ta vẫn không nên xuống, nếu không cẩn thận để lộ ra khí tức thì nhân gian sẽ vỡ mất, tiểu đội nghiên cứu khoa học cũng không còn. Tử hoàng đạo nói, hay là thế này, một trăm vạn, phong ấn tu vi của bọn ngươi tới cấp chân thần, trở về mở lại thì sao? Giang Thái Huyền nói, cấp chân thần ở nhân gian gần như là bất khả chiến bại, chỉ cần các ngươi đừng làm loạn, không động thủ thì sẽ không có vấn đề gì. Được, Trang chủ các người đều phi thăng từ nhân gian lên, bọn ta cũng muốn nhìn xem nhân gian có dạng gì, đúng rồi, chi phí có thể chia đều được không? Đông Hoàng lại nói, được rồi, người lại bắt đầu keo kiệt rồi, khí phách của thần Hoàng đỉnh phun đâu. Có bản lĩnh thì nói một câu, chỉ một trăm vạn mà thôi, ta có. chương 1403, kẻ giả mạo, ai xuống hạ giới thì báo một tiếng, Giang Thái huyền truyền tin ra ngoài, đến lúc đó chi phí trăm vạn này sẽ chia đều, sẵn tiện hắn còn có ý tưởng mới nhóm long hạo vội vàng xuất hiện nhóm ngọc long thần vương cũng đi tới bọn họ cũng tò mò về nhân gian long hạo nói rằng chủ đến từ nhân gian ở nhân gian đã mở đạo tràng từ sớm bọn họ rất muốn biết hiện tại nhân gian đã tổn thất thành dạng gì rồi nói trở về là trở về giang thái huyền lại một lần nữa vào phi thăng chi hải giờ phút này ở phi thăng chi hải đã không còn người canh giữ đế thần cung cũng đã sụp đổ không còn ai quản những vị thần đó nữa nên giờ bọn họ chạy tứ tán hết cả đông hoàng mở thông đạo đi. Giang Thái Huyền nói, Đông Hoàng gật gật đầu, vừa nhấc tay, khí thức màu tím mạnh mẽ cuồn cuộn nhập vào phi thăng chi hải, mở thông đạo núi liền thần giới và nhân gian, thần dịch của phi thăng chi hải chấn động, thần dịch khuấy động, bên trong đần xuất hiện một vòng xoáy màu vàng. Đã mở ra, làm phiền đại nhân, Đông Hoàng hờ hững nói, lục đạo chấn phong, hậu thổ vừa nhấc tay, lục đạo luân hồi bàn lại xuất hiện, lục đạo luân hồi nhập vào cơ thể mọi người, trực tiếp áp chế mọi người đến chân thần đỉnh phong tu vi này đã là cực hạn ở nhân gian rồi, nếu vượt quá thì nhân gian chịu không nổi, hơn nữa chân thần cũng không thể động thủ, một khi động thủ sẽ lập tức phi thăng trở về, nếu không nhân gian sẽ bị diệt hoặc bị nhân gian phản phệ giết chết. Lúc trước thiên mộng, đế tinh ẩn sâu vào không gian thiên tộc chỉ để rằng co, chứ không dám dùng toàn lực chiến đấu, cũng là vì lý do này. Đi, Long Hạo đi đầu ngự không, nhảy vào vòng xoáy trở về nhân gian. Nhóm Đông Hoàng cũng nhanh chóng nhập cuộc, bắt đầu cuộc hành trình đến nhân gian. Bầu trời nhân gian chấn động, đài phi thăng kịch liệt rung chuyển, một cột sáng vàng phóng lên bầu trời, tái hiện cảnh tượng phi thăng. Ai phi thăng vậy, đậu xanh, ai không tuân thủ quỷ củ, đăng ký chưa, bên cạnh đài phi thăng, một gã thiếu niên tức giận vừa chửi rủa vừa nhìn cột sáng vàng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, chưa từng nghe nói gần đây ở nhân gian có người thành thần mà. Đơ mơ, còn có người dám phi thăng mà chưa đăng ký. Muốn ta đuổi theo xem là ai à, một tên hỏa diệm nhân mở to hai mắt nhìn cột vàng, tràn ngập tức giận. Cút đi nghe con, dựa vào ngươi mà có thể lên sao? Thiếu niên cười mắng một tiếng, ngự không lên, đi, cùng ta trở về kiểm tra, xem nhân gian thiếu ai, dám phi thăng loạn à, ta phải điều tra ra là ai mới được. Hai người rời đi, xung quanh đài phi thăng nhất thời không có một bóng người, thông đạo màu vàng chấn động, cảnh tượng phi thăng lan tràn khắp nhân gian, một ít người đồng thời cũng bối rối, tự hỏi ai đã phi thăng thành thần. Trong thông đạo màu vàng, từng bóng người từ trên cao xuống trở về nhân gian, nhìn về phía đài phi thăng, thần sắc ai nấy cũng hoảng hốt, kích động, như thể một kẻ lang thang trở về nhà. Ta, Long Hạo, mẹ nó đã trở lại. Long Hạo ngước mắt lên trời cao gào thét, không ngừng kích động, người đâu, sao không có người tới đón. ầm um, một bóng người trực tiếp dẫm lên người Long Hạo, sau đó nhanh chóng nhảy ra, bình tĩnh nói, đi nhanh lên, phía sau còn xếp hàng kìa, coi chừng bị dẫm chết. Long Hảo, mẹ nó, người nhìn thấy ta, còn cố ý dẫm ta đúng không? Ngọc Long thần vương. Rất nhanh nhóm Giang Thái Huyền đã đi xuống hết, nhìn thấy đài phi thăng và tiểu thần giới, bọn họ không khỏi thổn thức, không ngờ lại trở về nhân gian sớm như vậy, bọn họ dường như phi thăng chưa được bao lâu. Nhân gian có thể coi là quê hương của chư vị, tiếp theo phải nhờ chư vị dẫn đường rồi. Đông Hoàng cười nói, không biết tiểu đội nghiên cứu khoa học ở đâu. Ở huyền giới, nhưng mà chúng ta đi chân hư giới trước. Giang Thái Huyền nói, hắn muốn đi chân hư giới xem trước. Chân hư giới, mẫu tinh của chàng chủ à, đông hoàng tò mò ừ gần như vậy giang thái huyền gật đầu mọi người ngự không đi ba người giang thái huyền long hạo và yên tuyết hàn thở dài xúc động không ngờ trở lại sớm như vậy đứng lại các ngươi là ai ai cho các ngươi bay bừa bãi thế hả có giấy phi hành không còn chưa ra khỏi tiểu thần giới nhóm bọn họ đã bị chặn lại bay bừa bãi giấy phi hành nhóm người nhìn nhau mẹ nó ta ở thần giới nằm bay cũng không ai dám quản đến nhân gian ngươi lại hỏi ta có giấy phi hành gì đó không à nhìn kiểu này chắc chắn là không có rồi vậy ngồi phi thuyền tinh không đi vé mua đi tinh cầu nào một gã thiếu niên đứng dậy bình tĩnh nhìn bọn họ phi thuyền tinh không vé đi tinh cầu mẹ nó sao ta nghe không hiểu gì cả chẳng lẽ bây giờ nhân gian phát triển đến mức như vậy rồi à muốn đi đến tinh cầu nào đều được mọi người ngẩn ra long hạo đành phải đi ra nói khụ là long hạo ta đã trở lại rồi long hạo Thiếu niên sừng sờ, những người khác cũng sừng sốt, lập tức cảnh giác nhìn hắn, người không phải là kẻ giả mạo đấy chứ. Lên rồi còn có thể xuống sao? Long hạo sắc mặt tối sầm lại, quay đầu nhìn về phía Giang Thái Huyền, chàng chủ, người còn không ra à, có người dám giả mạo ta, vậy nhất định không ai dám giả mạo ngươi. Giang Thái Huyền cười nhạt đi ra, khinh thường nhìn Long hạo, mốc, không biết mở phòng phát sóng trực tiếp sao? Thiên võng còn có thể giả mạo à? Thiên võng đã mở rộng toàn bộ nhân gian, ở đâu cũng có thể phát trực tiếp, Giang Thái Huyền trực tiếp đăng nhập thiên võng, phát trực tiếp, bản chàng chủ từ trên kia xuống rồi, ờ, trở về xem xem thế nào. Thực sự là chàng chủ, một nhóm người kích động, đồng loạt lấy ra đao kiếm côn bổng, 18 loại vũ khí. Đậu xanh, các ngươi làm gì vậy? Giang Thái Huyền không bình tĩnh nổi nữa, ta đã đến trình độ mà mọi người thấy đều la hét đòi đánh à. Trường 1404, là thần minh bọn ta ngu ngốc mới đúng. Nhóm Đông Hoàng cũng ngẩn ra, các ngươi dám lấy ra 18 loại vũ khí trước mặt chàng chủ. Đạo chàng ở nhân gian lưu lạc thành dạng này rồi sao? Không, không, chàng chủ, ngài đừng hiểu nhầm, bọn ta chỉ muốn xin ngài ký tên cho bọn ta thôi. Thiếu niên vội vàng giải thích, chữ ký của cầm hy tiểu thư hiện tại rất khó tìm, chữ ký của ngài nhất định có thể bán được giá cao. Giang Thái Huyền, mẹ nó, cầm hy thật sự trở thành người nổi tiếng rồi, ta còn có ngày ký tên cho người ta sao? Nhóm đông hoàng ngơ ngác, nghe không hiểu, ký tên, một chữ ký có thể bán lấy tiền, chẳng lẽ là công pháp viết tay sao? Khổ, ký tên thì có thể, bọn ta vào phi thuyền tinh không trở về chân hư dưới đá, sau đó sẽ ký cho từng người trên đường. Giang Thái Huyền nói, nào, ta cũng ký một, cút, ai cần ngươi chứ, Long hảo ngươi đứng bên đợi đi, yên tuyết hàn đại đế, ngài cũng trở về rồi, ta xin chữ ký với. Thiếu niên khinh thường nhìn Long Hạo, sau đó nhìn về phía Yên Tuyết Hàn. Long Hạo, ta cũng là một người nổi tiếng đấy, Lúc trước ta cũng là nhóm đầu tiên phi thăng, vì sao lại không muốn ta chứ? Phi thuyền tinh không chính là một yêu thú kéo một chiếc hộp trong suốt, có thể ngồi bên trong và chiêm ngưỡng tinh không. Nếu là yêu thú bình thường thì không sao, nhưng điều khiến nhóm Đông Hoàng hoang mang chính là đây là một con cấp 9, nếu nhớ không lầm thì cấp 9 là cấp đứng đầu trong nhân gian. Còn một đám khách thì mẹ nó đều là cấp 4 cấp 5, nhân gian này thật kỳ lạ. Khách đi lên xe nhớ quẹt thẻ nhé, đi tinh cầu. Thiếu niên hỏi nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của mọi người, không quên giải thích một câu, ta là người bán vé ở phi thuyền này, chàng chủ cùng cường giả đạo chàng thì miễn phí, những người còn lại phải trả tiền. Được rồi, miễn phí cũng chỉ đạo chàng có đặc quyền này thôi. Long hạo thở dài, đang định thanh toán tiền, đột nhiên dừng lại, cười nói, mẹ nó ta là người có giấy phi hành. Ta không ngồi nữa, ta tự ra ngoài bay, quả nhiên là keo kiệt như lời đồn, thiếu niên cảm thán, những người còn lại cũng ghen tị, nếu bọn họ có đủ sức và có giấy phi hành thì bọn họ cũng sẽ tự bay, vừa tiết kiệm tiền, vừa đi du lịch khắp nơi. Giang Thái Huyền không ra ngoài mà trò chuyện với những vị khách còn lại, hỏi về sự phát triển của nhân gian trong khoảng thời gian này. Khoảng thời gian này ở nhân gian có thể nói là phát triển nhanh chóng, một số thế lực lớn ở tiểu thần giới và ở các thế giới lớn mua địa bàn để phát triển du lịch. Chẳng hạn như Đài Phi Thăng, người không phi thăng có thể đến tham quan, nhưng phải mua vé. Hơn nữa còn có khu vực truy tìm kho báu gì đó nữa, tức là ném một ít tài nguyên vào, mua vé vào tìm, tìm được thì là của ngươi, tìm không được thì không có tiền. Ngành giải trí cũng phát triển như vũ báo, bây giờ nhân gian không còn tranh giành giết chóc nữa, người tu luyện rất nhiều, cũng biết hưởng thụ, về phần bế quan, bế cái gì mà bế, có thời gian bế quan còn không bằng trồng nhiều thần dược. Nhóm đông hoàng mờ mịt, cho dù biết đạo tràng tồn tại, biết tầm quan trọng của tiền, nhưng giờ phút này cũng còn rất nhiều điều họ không hiểu, cảm thấy như mọi người ở đây đang nói điều gì đó rất lợi hại. Về phần kết quả nghiên cứu khoa học mà Giang Thái Huyền quan tâm, thiếu niên cũng không biết nhiều lắm, chỉ biết công nghệ trồng cây trên cao gì đó đã bắt đầu thử nghiệm rồi, di truyền học cũng có rất nhiều đột phá, chất xúc tác dược liệu cũng đã phá được cửa ải khó khăn của cấp hoàng, còn cấp đại đế thì không biết. Trang chủ, thần giới như thế nào? Thiếu niên nói xong, tràn ngập tò mò với thần giới, những người kia ở thần giới, có phải là những người bản địa ngu ngốc, người nguyên thủy chưa được khai phá không? Đông Hoàng, Trang Chủ, xin hỏi ta có thể đánh hắn chết không? Thần giới bọn ta ở trong lòng tu sĩ nhân gian là những người nguyên thủy ngu ngốc và không văn minh sao? Không phải các ngươi nên bày ra vẻ mặt mong mỏi và mơ tưởng về việc làm thế nào bọn ta có thể thoải mái tự do tự tại và lấy việc phi thăng lên thần giới làm mục tiêu theo đuổi suốt đời sao? Giang Thái huyền há hốc mồm, lời này của người ta làm sao trả lời đây? Đông Hoàng ở ngay bên cạnh, ta nói không phải thì có chút trái với lương tâm, còn nếu nói phải thì ngươi để mặt mũi bọn họ ở đâu? Khụ, trải qua sự khai sáng của chàng chủ, thần giới đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Yên Tuyết Hàn mở miệng, vừa mới lên tiếng liền nhận được ánh mắt chăm chú của các chư thần. Được rồi, bản chàng chủ đi chân hư giới trước, Giang Thái Huyền không muốn nói nữa, nếu không thì đám thần này sẽ bùng nổ mất. Giang Thái Huyền trực tiếp rời khỏi phi thuyền tinh không, vừa bước ra ngoài đã lập tức trở lại chân hư giới, nhóm đông hoàng vội vàng theo sau. Lúc này Long Hạo đã trở lại rồi, đang cùng Tây Môn Mập chém gió, nói bản thân ở thần giới như thế này thế kia, đợi khi nào Tây Môn Mập lên được thần giới nhất định sẽ bao che cho y. Huyền ca, Tây Môn Mập u oán nhìn hắn, đi thần giới cũng không đưa ta theo, các người hiện giờ đều là thần rồi, còn ta vẫn là võ giả cấp thấp. Giang Thái Huyền lạnh lùng, xua tay nói, Long Hạo người dẫn nhóm Đông Hoàng đi chơi, bản chàng chủ xử lý một số việc đã. Vâng, chàng chủ, Long Hạo vội vàng đưa bọn họ rời đi, cũng giới thiệu, trước tiên dẫn các người đi xem phim, đi dạo công viên hải tộc, tắm rửa, rửa đuôi, khụ khụ, các người thì rửa chân. Nhóm đông hoàng choáng váng đi theo Long Hạo, bọn họ vẫn chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra ở nhân gian, lẽ nào thần giới của bọn họ chưa khai hóa thật ư? Tại sao những người ở nhân gian ở trước mặt thần giới bọn ta lại có cảm giác vượt trội mạnh mẽ như vậy? Người ở nhân gian ngu ngốc ư? Là thần minh bọn ta ngu ngốc mới đúng. Chương 1405, đừng hòng dùng lời nói đơn thuần này lừa được bọn ta. Nhìn bọn họ rời đi, Giang Thái Huyền lại mở Thiên Võng, đưa ra thông báo trên toàn Thiên Võng, bản chàng chủ từ thần giới trở về, tiến sĩ Trần Hân Nhiên, cùng với đám cường hào nhân gian nhanh chóng đến chân hư giới gặp ta, một canh giờ sau, mở phát sóng trực tiếp ở nhân gian. Chàng chủ trở lại, toàn bộ Thiên Võng chấn động, chàng chủ chạy tới thần giới, hiện tại trở lại thật rồi. Chẳng lẽ chàng chủ đã leo lên vị trí cao nhất ở thần giới rồi? nên có thể qua lại dễ dàng. Từng cường giả xé rách hư không chạy đến, trong đó có rất nhiều đều đã đạt cảnh giới đại đế, thậm chí còn có mấy người bán thần rồi, nhưng không ai có cấp bậc thần. Thì ra là chàng chủ đã trở về, ta đã nói nhân gian không có mấy người, đài phi thăng làm sao có thể xuất hiện biến cố. Một tiếng cười khẽ truyền đến, bóng người quen thuộc xuất hiện. Ha, hứa trường không, không tồi nha, đã là đại đế rồi. Giang Thái Huyền khen ngợi nói, so với chàng chủ còn kém xa, người cũng đã đứng đầu thần giới rồi. Hứa trường không cười khổ nói, Diệp đạo đâu, Giang Thái huyền hỏi, tí nữa hắn tới cùng với Trần Hân Nhiên, huyền giới hiện tại không có ai tỏa chấn là không được. Hứa trường không lắc đầu, ồ, Giang Thái huyền tò mò, nhưng cũng không hỏi nhiều, đợi làm xong phải đi huyền giới xem xem nhóm nhà khoa học đã biến nơi đó thành dạng gì rồi. Không bao lâu sau, các cường giả nhân gian lần lượt đến nơi, mấy người quen cũ cũng gặp lại, Giang Thái Huyền cũng không xúc động nhiều lắm, trực tiếp bày tỏ suy nghĩ của mình, đồng thời mở thiên võng ra phát sóng trực tiếp. Lần này bản chàng chủ trở về, còn dẫn theo một số bạn bè từ thần giới. Một vài người trong số họ là thần hoàng, một vị thần hoàng đỉnh phong, cái gọi là thần hoàng đỉnh phong tức là người có chiến lực cực mạnh ở thần giới hiện giờ, về phần thần đế tối cao, thần giới tạm thời không thể sinh ra cường giả cấp thần đế, nên tạm thời không có. Mục đích trở lại lần này của có hai điểm, một là nhìn xem nhân gian đã phát triển thế nào, hai chính là thực hiện giao lưu trao đổi giữa thần giới và nhân gian đồng thời đả thông danh giới giữa hai thế giới trang chủ đả thông danh giới giữa hai thế giới là sao vậy có khi nào thần giới tới bắt nạt bọn ta không dương tử lăng lo lắng nói đừng lo lắng về điều này bản trang chủ đã quyết định bất cứ ai đến thần giới đến đều phải phong ấn tất cả tu vi chỉ có một thể chất bất tử nhưng đồng thời các ngươi cũng không thể vô duyên vô cớ tấn công thần giới được giang thái huyền nói phong ấn tất cả tu vi vậy thì không thành vấn đề một nhóm thở phào nhẹ nhóm vậy thì không khác gì người thường còn không bằng bọn họ một tay đánh vô số điều quan trọng nhất là tài nguyên cấp cao của thần giới có thể cho phép ngươi nhanh chóng thăng cấp tuy nhiên thần giới rất nguy hiểm ta có thể bảo đảm phong ấn tu vi của thần khi bọn họ xuống nhưng khi các ngươi lên bản tràng chủ không thể đảm bảo được giang thái huyền nói các ngươi có thể đi thuê cũng có thể thương lượng hợp tác với thần giới đây là chuyện của các ngươi mọi người im lặng làm như vậy khiến việc đi đến thần giới trở nên rất dễ dàng, một khi được đả thông, mẹ nó phi thăng sẽ giống như chuyện cười, muốn đi thì đi, muốn trở về thì trở về. Đến lúc đó, bọn họ cũng là người từng phi thăng. Chỉ là ở đó quá nguy hiểm, còn phải bỏ tiền ra thuê mới có thể bảo đảm an toàn, đương nhiên cũng có thể hợp tác với thần tộc, nhưng bên kia có thể không coi trọng bọn họ. Giang Thái Huyền tiếp tục thảo luận vấn đề này với bọn họ, chẳng hạn như việc thành lập một đoàn du lịch hai giới vân vân bọn họ chọn một chuyên gia thần giới rồi cùng nhau hợp tác, bảo vệ người du lịch ở thần giới, đồng thời bọn họ cũng bảo vệ thần khi ở dưới. Thần xuống dưới không có tu vi, chỉ có thể chất bất tử, tuy rằng không cần lo lắng việc chết chóc, nhưng một khi vi phạm pháp luật, sẽ bị giam cầm mấy ngàn vạn năm, bấy nhiêu cũng đủ dày vò rồi nhỉ. Đi lên có nguy hiểm, đi xuống cũng vậy, ngoại trừ đạo tràng. Như vậy cũng công bằng với cả hai bên, chỉ cần có thiện ý trao đổi, hơn nữa Giang Thái Huyền cũng nói hắn không ở thần giới phổ cập khoa học nhiều lắm, bất kỳ ai có mặt ở đây đều là nhân vật cấp sư phụ. Cho giải trí ở nhân gian và các ngành các nghề, luật pháp hoàn thiện của hiện tại cũng không phải thứ thần giới có thể so sánh được, thần giới hiện tại không thích hợp để thi hành luật pháp, Giang Thái Huyền làm điều này chỉ vì một chuyện, để thần giới hiểu được sự phát triển của nhân gian. Nhân gian cũng là thế giới tu luyện, cùng thần giới không khác nhau là bao, khác nhau ở chỗ hầu như người bất tử có mặt ở khắp mọi nơi trên thần giới chỉ trừ một ít phế vật không thể trở thành thần thôi. Nếu không khác nhau lắm, vậy cũng có thể để cho thần giới phát triển như vậy, thế giới tranh đấu chém giết đã mệt mỏi lắm rồi, Giang Thái Huyền cảm thấy thế giới hòa bình vẫn là thích hợp với mình hơn, ít nhất cũng có niềm vui. Trong thế giới tu luyện trước đây, giải trí rất thiếu thốn, nên cho dù có vì bản thân muốn chơi vui vẻ, tự tại thì nhất định cũng phải làm thế này. Giang Thái Huyền sẽ không thừa nhận hắn chỉ muốn bản thân được chơi thỏa thích, cho nên mới lừa bịp toàn bộ thế giới. Hơn nữa các ngươi không muốn đi thần giới tìm bảo vật sao?" Giang Thái Huyền lại nói, "Trang chủ, các người đã từ thần giới trở lại, thần giới còn bảo vật sao?" Diệp đạo trợn tròn mắt, "Bọn ta cũng không còn ngây thơ như trước kia đâu, đừng hòng dùng lời nói đơn thuần này lừa được bọn ta." "Đúng thế, trang chủ, bọn ta đều không còn ngây thơ nữa rồi." Một đám người đồng ý nói. Giang Thái Huyền khẽ thở dài, "Thần giới cũng có vô tận các tinh không, tinh cầu ở nhân gian thì đều vô dụng." nhưng ở thần giới thì khác, biết hằng Nga tiên tử không? Nàng tìm được tinh hạch thái em mờ tinh, trong một thời gian ngắn sẽ khôi phục đến thần đế. Tinh hạch thái em mờ tinh, khôi phục đến thần đế, cả đám hai mặt nhìn nhau, chương 1406, những thần đế này sẽ trở về. Đúng thế, tinh hạch, thần giới rất cổ lão, theo hiểu biết của bản tràng chủ, một vị thần cổ đại đã chiếm giữ ngôi sao và để lại bảo vật. Đương nhiên, những vị thần đó đã chết, chỉ chờ để phát hiện thôi giang thái huyền nói nếu không ăn thua gì cũng có thể cướp địa bàn cướp địa bàn là một ý tưởng không tồi xem bọn hắn đi ngành du lịch nhân gian phát triển không phải chính là nhờ cướp địa bàn sao nhưng bọn hắn không mốc rất khó để giành lấy địa bàn ở thần giới hơn nữa cũng không đủ để phân chia cũng giống như nhân gian có rất nhiều tài nguyên mặc dù có thể tái tạo còn nghiên cứu ra chất xúc tác nữa nhưng thời gian quá ngắn chất xúc tác chế tạo ra phân chia xuống thì chẳng kiếm được bao nhiêu tiền kiếm tiền từ thần giới cũng được nhưng phải từ từ đầu tiên đả thông hai giới sau đó phát triển ngành du lịch rồi xem tình hình hứa trường không nói dừng một chút lại nói chàng chủ nếu phát triển không được thì hy vọng có thể đóng cửa thông đạo được đến lúc hợp đồng được ký kết hai giới có quyền biểu quyết có thể đóng thông đạo hai giới giang thái huyền gật đầu mọi người lúc này mới hài lòng bắt đầu thảo luận về điều này trên thiên võng mọi người trên cả thế giới đều xem trực tiếp bây giờ về cơ bản chỉ cần có linh trí thì họ đều có thể đến đạo tràng nhận thẻ hội viên sau đó đăng nhập lên thiên võng. Đám long hạo nhìn thiên võng, không khỏi cảm khái, chàng chủ lại chém gió rồi, tinh hạch khá Thần hoàng còn chịu không nổi nữa là, người nghĩ rằng mỗi người đều như hằng Nga. Xem phim, mau xem phim, bộ phim này thực sự rất hay. Mẹ của tiểu hàm hàm nói, có cái gì hay đâu, thứ tình yêu cho má. Long hạo khinh thường, đây là phim tình yêu thần minh gì đó, thân là một long xà chưa trưởng thành, hắn kiên quyết cự tuyệt. Đông Hoàng cũng không thích xem, nhưng cũng không phủ nhận nó, ông ta cảm thấy mới lạ, cả quảng đường đi tới, nhân gian này hoàn toàn đổi mới nhận thức của ông ta, bế quan lâu như vậy chẳng khác nào đang lãng phí tiền, có nhiều thời gian như vậy, làm chút gì đó khác không tốt hơn sao. Đông Hoàng vô cùng hối hận vì mình đã ngu xuẩn đi bế quan, cho dù chỉ trồng một ít thần dược cho ban hân, không để cho bất kỳ ai sử dụng mà cứ tích chữ dần thì hiện tại đã phát tài rồi. Sau khi xem phim xong thì đi thăm công viên hải tộc, Tiểu Hàm Hàm ở lại ảnh thị thành, hiện tại ảnh thị thành có một chiếc tivi miễn phí chiếu phim hoạt hình, cũng tương tự như cửu vui vẻ, cái này được chơi bằng trí não, đồng thời còn chơi về nghiên cứu khoa học, kiếm tiền như thế nào, nhân tiện còn có thể chất đánh mãi không chết. Tiểu Hành Thiên và Ngọc Phong cũng rất thích, bọn nó không hoàn toàn thông thạo các loại võ thuật của nhân gian, nhưng phim hoạt hình có thể bù đắp lại. Bây giờ nhân gian muốn kiếm tiền thì phải bắt đầu từ đám con nít. Sau khi tham quan công viên hải tộc, mọi người bèn đi trà lưng, kết quả là không có cảm giác gì, bọn họ đều là thần, sức mạnh ở nhân gian không đủ, cuối cùng thất vọng, họ quyết định trở về tìm một thần nữ trà lưng, tử hoàng đạo vì chuyện này mà suýt bị vợ đánh. Ngâm suối nước nóng cũng không thích hợp với bọn họ, trừ phi tu vi của họ phong ấn ở dưới cấp thần. Ở nhân gian có thể chơi nhiều thứ lắm, lần sau trở lại đi. Long hạo lắc đầu, dẫn bọn họ đi tìm chàng chủ. Nhân gian hiện giờ tuyệt đối xây dựng đẹp hơn thần giới, một vài điểm du lịch, đồng thời cũng có đủ loại mánh khóe, cái gì mà võ tổng trấn áp hổ yêu, chỉ cần chỉnh sửa một chút là được, chủ yếu là để thu hút mọi người đến. Giang Thái Huyền nhìn các loại tin tức, suýt nữa bật cười, thần ma đạo tràng cũng có điểm đến du lịch của riêng từng người. Còn là chuyện thật, có chỗ còn có tượng thật, mẹ nó sao ta không biết. Đám Long Hạo đưa bọn người tiểu hàm hàm về, Giang Thái Huyền đưa bọn họ đến huyền giới, bây giờ huyền giới cũng rất tốt, nếu chân hư giới đứng thứ nhất thì huyền giới là thứ hai, bởi vì có tiểu đội nghiên cứu khoa học ở đây. Gầm vừa mới bước chân vào khu căn cứ nghiên cứu khoa học ngoại ô một tiếng thú gầm truyền đến một con mãnh thú giống hổ có cánh sáu chân cả người đầy gai gào thét lao ra khí tức cuồng bạo khí thế hung bạo không thua gì một vị nhân tộc cấp phương đây là cái quỷ gì vậy đám đông hoàng ngẩn ra con yêu thú này trông thật kỳ quái thành công rồi di truyền học tuyệt vời viêm liệt ta rốt cuộc cũng tạo ra lứa sinh vật hoàn hảo đầu tiên sức mạnh của nó tập hợp vô số ưu điểm có cánh nhiều chân còn có gai để phòng ngự với thân thể của nó. Dầm, còn chưa nghe hết câu, Giang Thái Huyền trực tiếp trưởng con man thú một cái, biến nó thành một vũng máu, không nghiên cứu chất xúc tác cho tốt đi, nghiên cứu gen của một con gà, đây là hoàn hảo hả. Viêm liệt, trang chủ, có thể đừng như vậy không, di truyền học này cũng là người dạy ta, ta quyết tâm nghiên cứu những sinh vật hoàn hảo nhất, tập hợp. Được rồi, giờ nó chết rồi, đi thôi, bản trang chủ đưa các ngươi đi tham quan. Giang Thái Huyền nói. Đám đông hoàng những đại nhân vật ở thần gới cuối cùng cũng nhìn thấy những điều kỳ lạ. Tại đây, họ nhìn thấy những man thú bị biến đổi gen, kỹ thuật trồng thần dược thần kỳ, các loại dụng cụ kỳ lạ. Tất cả đều là tiền. Nếu cũng có thể tăng tốc độ trồng thần dược, nếu những kỹ thuật này có thể được sử dụng ở thần giới, vậy thì không cần phải lo lắng về việc thiếu tiền. Trang chủ, nhất định phải mời tiểu đội nghiên cứu khoa học này đến thần giới. Đông Hoàng xuất sáng nói, để kiếm tiền, nhất định phải đưa bọn họ đi lên đó. Bản trang chủ vốn đã có ý tưởng đả thông hai giới, tiếp theo, chúng ta thảo luận một chút đã, các ngươi nhìn phương án này trước đi. Giang Thái Huyền lấy ra một phương án đã lập xong ném cho bọn họ. Thực hiện núi liền nhân gian và thần giới, hành động vĩ đại này bọn họ có thể làm, nhưng không biết nó có thể được thực hiện trường kỳ hay không. Trang chủ, ý tưởng này được đấy, chỉ là tình hình ở thần giới. Tình hình của thần giới sắp thay đổi rồi đúng không? Giang Thái Huyền nhếch miệng cười nói, những thần đế kia sẽ trở về, không chỉ là thiên đế, long đế, thậm chí còn có thần đế, tất cả đều sẽ trở về. Đông Hoàng im lặng, Giang Thái Huyền nói đúng, ban đầu có nhiều thần đế như vậy, không thể nào có chuyện mọi người chết hết chỉ còn lại thiên đế và long đế. Một khi thần giới mạnh hơn, các thần đế trở về, thì tất cả sự cố gắng của bọn họ đều sẽ biến thành bọt biển, hoặc là trải đường cho thần đế. chương 1407, lên mặt trăng. Giang Thái Huyền quan sát thiết bị tinh vi rồi nhìn sang Trần Hân nghiên toàn tâm toàn lực nghiên cứu, cuối cùng rồi thần đế của thần giới sẽ trở lại, đây là đại cục không thể nào xoay chuyển, bởi vì bọn họ cũng muốn đột phá. Trừ khi họ cam tâm dừng chân tại cảnh giới thần hoàng đỉnh phong, bằng không nhất định phải phá vỡ trận pháp chư thiên, để sức mạnh to lớn của chư thần trở về thần giới, cường hóa căn nguyên thần giới. Dù hiện giờ nhóm Giang Thái Huyền làm tốt hơn nữa, nhưng một khi những thần đế kia trở lại, bọn họ sẽ là cái gì? Một đám sâu bọ nhỏ bé mà thôi, đạo tràng dĩ nhiên không sao, nhưng các thần minh kia thì không ổn. Chỉ dựa vào thuê người để rằng co với đám thần đế đó thì không thực tế, bởi vì không nói đến những thần đế trở về, những thần hoàng dưới trướng họ thì sao? Nếu thực lực của họ không giảm, chỉ riêng Long đế đã có 12 Long hoàng dưới trướng, mà trong 12 vị này không một ai kém cạnh so với Đông hoàng. Thiên đế khi xưa đã cai quản chư thiên, thống lãnh thần giới, phân phong thần vị. Chỉ có lợi ích chung mới có thể khiến ngươi và những thần hoàng khác trở thành một thể trong thời gian nhanh nhất. Giang Thái Huyền nói, không ai bằng lòng làm con ong cái kiến cả, đặc biệt là những thần hoàng đỉnh phong như ngươi. Họ những người cách cảnh giới thần đế chỉ trong đường tơ kẽ tóc đã quen thói làm đại ca, tuyệt đối không cam tâm thần phục, mà sự xuất hiện của đạo tràng đã biến cái thứ không cam tâm đó thành sự khẳng định. Đành vậy, cố gắng hết sức thôi. Đông Hoàng than nhẹ một tiếng, ngoài ra còn có một sự tự tin mãnh liệt hiện ra trên khuôn mặt, bản hoàng đã có công pháp thần đế, tương lai thần giới tăng sức mạnh, đột phá vào thần đế cũng không khó xem cũng đã xem xong rồi, bản chàng chủ không còn lời gì để nói nữa, trở về thần giới đi. Giang Thái Huyền khẽ than thở một tiếng, đưa họ đến đài phi thăng. Thông đạo màu vàng kim vẫn tồn tại, đoàn người đi thẳng vào thông đạo, ngự không bay lên trở về thần giới. Trở lại đạo tràng Đông Lam, cả nhà Đông Hoàng lập tức rời đi, nhóm người Long Hạo ai lo việc nấy, Giang Thái Huyền chạy đến Quảng Hàn Cung, nhân lúc gần đây không có nhiệm vụ, có thể đến nghe hàng Nga đánh đàn. Hàng Nga tiên tử, nhân khi gần đây đang rảnh rỗi, chúng ta bay lên mặt trăng đi giang thái huyền xoa tay nói hiện giờ đạo chàng đã có hậu thổ và thông thiên bản chàng chủ không cần lo nữa hằng nga nhìn hắn đầy lạnh lẽo trầm trầm nói chàng chủ người nói thử xem tại sao phẩm chất đạo đức của nam nhân trên đời đều giống nhau như thế giang thái huyền ngập ngừng trong lòng đầy những câu nói trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng nào dám thổ lộ với hằng nga bởi như thế sẽ bị đánh cho ói máu nghĩ ngợi chốc lát Giang Thái Huyền nói bằng vẻ chính khí, bản chàng chủ chỉ muốn đưa ngươi tránh xa đường tăng và chư bát giới, hai người họ quá đáng ghét, ảnh hưởng đến tâm trạng uống trà của tiên tử. Hằng Nga liếc mắt lườm hắn một cái, tính khí chàng chủ thô thế nào, nàng cũng rõ, nhìn ra phía ngoài quảng hàn cung, nàng điểm nhẹ ngón tay, một con heo đóng băng xuất hiện, bị ném ra ngoài thêm lần nữa. Át xì, tôn hầu tử xoa xoa mũi, lặng lẽ kéo bức tượng băng đi, tiện thể mang cả một bức tượng băng chọc đầu theo chắc hàng Nga không thích anh hùng cái thế gì đó đâu nhỉ. Giang Thái Huyền đột nhiên nhớ đến truyền thuyết về hậu nghệ và hàng Nga ở kiếp trước, hắn đã từng hỏi hậu thổ, hậu thổ chỉ đáp vỏn vẹn một câu hậu thổ mất sớm. Uống cạn một chén trà, Giang Thái Huyền thở dài, hy vọng mai này còn có cơ hội thưởng trà nóng nơi Quảng Hàn Cung. Khi nào chàng chủ đến, khi ấy có trà nóng, Hằng Nga lạnh nhạt nói, chàng chủ, ta không nhìn nổi nữa rồi, ta đưa ngươi đến mặt trăng nhé. Na cha trưng ra biểu cảm ta cảm thấy đau lòng cho ngươi. Giang Thái Huyền chán nản chẳng buồn ngó đến Na Cha, mặc hắn thấy nên thế nào thì thế ấy. Hắn chuyển mắt nhìn sang hậu thổ và thông thiên, hai vị ấy đang ngồi thưởng trà, không chơi đùa với những thần ma khác, rõ ràng có thể thấy đẳng cấp khác biệt. Chẳng bao lâu, bốn vị thần hoàng đỉnh phong khác cũng đến, nhìn thấy thương phẩm của đạo tràng, họ đã đưa ra một quyết định, trở về phải bóp chết Thái Vân thần hoàng cho xong, dám nói hỗn độn đan từ tay hắn mà ra à. Thấy họ đang thảo luận, Giang Thái Huyền không can dự, việc hắn muốn làm chính là đề xuất một phương hướng, làm hay không thì là việc của họ, chả buồn can dự vào. Thời gian một ngày trôi qua, màn đêm buông xuống, ánh trăng sáng treo lơ lửng trên cao, Quỳnh Tiêu bước ra từ trong bóng tối, thấp giọng nói tỷ tỷ của ta đợi chàng chủ trên đỉnh núi cách đây ngàn dặm. Tỷ tỷ của ngươi, Giang Thái Huyền kinh ngạc, đêm hôm khuya khoát phân tiêu đợi ta ngoài ngàn dặm. Ngươi đừng đùa nữa, bản chàng chủ không chống nổi đại sát khí hỗn nguyên kim đấu đâu. Tuy miệng nói thế nhưng Giang Thái Huyền vẫn toàn lực chạy sang. Trên đỉnh núi vắng vẻ lạnh lẽo, trăng sáng treo cao, Giang Thái Huyền ngự không đến, nhưng không một bóng người, đành nói, Vân Tiêu tiên tử hẹn gặp, không biết vì chuyện gì. Tỷ tỷ của Quỳnh Tiêu chỉ có mình Vân Tiêu thôi sao? Giọng nói lạnh lẽo truyền lại, ánh trăng sáng vằng vặc soi rọi, hóa thành thần long ngàn trượng, người con gái áo trắng cưỡi trên con thần long hóa thành từ ánh trăng bay đến, tà váy bồng bềnh, khí chất thanh lãnh, hàng nga đặc biệt mời chàng chủ đến gặp gỡ dưới trăng, không biết hằng nga có phúc phần này không giang thái huyền ngẩn ngơ hằng nga ư ôi ôi định bay lên mặt trăng thật à sao ngươi không nói rõ một chút để bản chàng chủ còn chuẩn bị nhìn giang thái huyền ngẩn ra đấy hằng nga nhoẻn miệng cười dây lụa như một con rồng quấn lấy giang thái huyền nhấc bổng hắn lên bay thẳng vào thiên không đi vào tinh không vô tận tìm đến ánh trăng treo giữa trời cảm giác bị nữ nhân nhấc bổng thế này thật không tệ giang thái huyền vô sỉ nghĩ thầm nếu được ôm thì càng tốt Hằng Nga tiên tử à, giải lụa này quấn hơi chặt, siết đến tim gan bản chàng chủ đau nhói. Giang Thái Huyền quả quyết mở miệng, dây lụa của Hằng Nga chuyển động, con rồng được tạo từ ánh trăng lại xuất hiện, khiến thân thể Giang Thái Huyền bỗng nhiên cất cao, hai người song song, Hằng Nga thuận thế nắm lấy tay Giang Thái Huyền cùng bay lên mặt trăng. Hao người vừa đi, thân ảnh Quỳnh Tiêu xuất hiện, dùng bí pháp ghi lại cảnh tượng này rồi nhanh chóng rời đi. Chương 1408, xảy ra chuyện, thần ma đạo tràng, trừ bát giới, qua đây ta cho ngươi xem một thứ hay ho, gọi sư phụ của ngươi nữa. Quỳnh Tiêu nói, Quỳnh Tiêu tiên tử, thứ gì hay ho vậy, chẳng lẽ là tuyển tập tả thực cá nhân hàng Nga tiên tử sao? Chư bát giới lập tức lộ ra vẻ mặt kích động, tuyển tập tả thực về hàng Nga tiên tử hả? Thoát một cái đường tăng đã xuất hiện, ngươi vừa nói khiến ta quên mất, lúc ấy đáng ra ta nên hát một bài gì đó hợp với tình cảnh. Quỳnh Tiêu ủ rũ nói, sau đó liền thi triển bí pháp, cảnh tượng vừa nãy lập tức hiện ra. Hai sư đồ đây là thứ hay ho mà ngươi muốn cho hai sư đồ ta xem đó hả? Hằng Nga tiên tử cùng chàng chủ bay đi rồi á. Điều quan trọng hơn chính là cuộc hẹn này do Hằng Nga mời. Hằng Nga đưa chàng chủ bay lên cung trăng. Hằng Nga mang chàng chủ bay mất. Sư phụ, con thất tình rồi. Chư bát giới nhìn hình chiếu kia mà ngơ ngơ ngốc ngốc, nước mắt tuôn ảo ảo. Vi sư cũng thất tình rồi. Đường tăng sờ lên cái đầu chọc lóc của mình, vẻ mặt đầy tuyệt vọng, rất đau khổ, đau đến không muốn sống, bần tăng vì hàng Nga tiên tử đã quyết định tu hoan hỷ Phật rồi, tại sao thành ra thế này? Quỳnh Tiêu ghi hình ảnh hai người khóc lóc thảm thiết, vỗ vỗ vai, an ủi nói, đừng khóc mà, khóc nữa cũng không thay đổi được sự thật ngươi là heo đâu. Chư bát giới, ngươi gọi ta là thiên bồng nguyên soái không được sao? Được rồi, chư bát giới. Quỳnh Tiêu cười khúc khích rồi đi mất, dứt khoát truyền cảnh tượng này cho những thần ma khác xem. Đường tăng bi phẫn, Quỳnh Tiêu tiên tử, người phải chừa cho bần tăng chút a di đà Phật, bần tăng đột nhiên đốn ngộ rồi, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thấy Quỳnh Tiêu còn định ghi thêm, đường tăng tức thì đổi giọng, làm dáng vẻ đau xót cho sự u mê của người đời, trên người 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 tỏa Phật quang, đứng dậy kẻ si ơi kẻ si. Sư phụ, chư bát giới bàng hoàng nhìn hắn, sao thầy không đau lòng nữa rồi. Đừng cử động, hầu tử đang đào hố đáy, lát nữa chôn mình người thôi là được rồi. Đường tăng vẫn không đổi sắc mặt, chư bát giới không khóc nổi nữa, hầu tử đang đào hố à đậu xanh, chẳng trách người không muốn chết mà muốn sống, tình cảm sư đồ chắc bền lâu. Các thần ma đều biết chàng chủ đi đến mặt trăng cùng với hàng Nga rồi, họ tụ lại cùng nhau xem cảnh tượng này, phối hợp với tiếng khóc tuyệt vọng của chư bát giới và đường tăng, khiến ai ai cũng cảm thấy thật thích thú. Hiện tại, các thần hoàng đỉnh phong trên thần giới đều đã biết đến chỗ này, căn bản đều muốn kiếm tiền nên chuẩn bị cùng giao lưu với Phạm Trần, đưa nghiên cứu khoa học kỹ thuật vào, thương lượng về việc phát triển thần giới. Còn trên mặt trăng, ngay trước Quảng Hàn Cung, giang thái huyền đang ngồi một bên xem thân ảnh kia nhảy múa ngay trước mắt tiếng đàn du dương thể hiện rõ phong thái tao nhã hai bóng người một đằng tấu đàn một đằng nhảy múa giang thái huyền tấm tắc khen ngợi thật may cho mình đang ở một thế giới huyện ảo hằng nga biết thuật phân thân thật tốt biết bao nói về đàn ca múa hát giang thái huyền không hiểu nhưng điệu múa của hằng nga quả thực rất đẹp dáng người và dung mạo càng đẹp đẽ bội phần giờ đây hắn đã không còn muốn trở về nữa rồi rất muốn hét to một tiếng ta muốn ở mãi nơi này Phái dài bay bay, người trăng lạnh lẽo, một khúc Quảng Hàn. Nhìn thêm một chút, Giang Thái Huyền càng không khỏi rơi mình vào mê đắm, ngắm Quảng Hàn tiên tử nhảy múa trước Quảng Hàn cung, phần đãi ngộ này, hiển nhiên không ai có nữa. Trên mặt trăng, thời gian ba ngày trôi đi, Giang Thái Huyền đi tản bộ cùng hàng Nga trên mặt trăng, đang trải qua thế giới của hai người, trong lòng bỗng vang lên giọng nói của chư bát giới, chàng chủ, quay về mau. Con mẹ ngươi chư bát giới, Giang Thái Huyền xa sầm mặt, tuy thần sắc hằng Nga vẫn lạnh lùng không đổi, nhưng bước chân nàng đã dừng. Đại Thánh, giúp ta một việc, Giang Thái Huyền liên lạc với hầu tử. Trang chủ, tuy lão tôn ta không hiểu chuyện ái tình, nhưng sao bây giờ ngươi còn tâm trí liên lạc với ta thế? Tôn hầu tử nghi hoặc, đáng ra ngươi nên thưởng thức thế giới hai người mà ngươi hằng mong mỏi chứ. Sau khi ta trở về, hy vọng thứ đầu tiên ta được thấy chính là chư bát giới không được yên thân, bằng không bản chàng chủ sẽ đi mượn chu tiên tứ kiếm đâm hắn giang thái huyền truyền âm bằng giọng cay độc tôn hầu tử bát giới người tự đào mồ thiệt rồi đã bảo chúng ta cứ mặc kệ để chàng chủ từ từ hưởng thụ cơm mà vì bảo vệ an toàn tính mạng cho chư bát giới tôn hầu tử quyết định hạ thủ nếu không đợi đến khi chàng chủ đi mượn chu tiên tứ kiếm về thật chư bát giới chắc hẳn rất thê thảm họ tôn không nghi ngờ thông tiên giáo chủ chắc chắn sẽ cho mượn chúng ta về thôi hằng nga thanh lãnh nói thôi được giang thái huyền thở dài một tiếng có phần bực dọc Mặt trăng cũng đầu biến mất, chàng chủ cần gì phải thở dài. Hằng Nga nhạt giọng nói một câu, đưa Giang Thái Huyền trở về trần gian. Thần ma đạo tràng, Giang Thái Huyền và Hằng Nga trở về, quả nhiên nhìn thấy chư bát giới mình đầy thương thích, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn khá nhiều. Có chuyện gì quan trọng xảy ra à? Thần sắc Giang Thái Huyền vẫn có mấy phần khó chịu. Chàng chủ, người hỏi tử giao đi. Ngọc Long thần vương lắc đầu. Tử giao à? Giang Thái Huyền trao mày, nhìn sang một bên, tử giao đã đến, hiện tại đang đứng cùng đế tinh, bên cạnh còn có một vị thần vương đỉnh phong. Trang chủ, đã để thần tỷ thiên đế vào trận pháp chư thiên rồi, còn ba ngày nữa, vĩ lực của chư thần sẽ trở lại thần giới, trận pháp chư thần sẽ biến mất. Thần sắc tử giao khó coi, có chuyện gì thế, Giang Thái huyền nhíu mày, giờ trần gian và thần giới chỉ mới bắt đầu liên thông với nhau, các thần hoàng đang nghiên cứu kỹ thuật thúc đẩy thần dược, giờ khác này đang cần có thời gian, sao lại để thần tỷ thiên đế tiến vào trận pháp chư thiên. Do ta không tốt, thần sắc đế tinh có chút nhợt nhạt, ta thật không ngờ thần tỷ thiên đế đó có ảnh hưởng lớn như vậy, trong lúc tranh đấu với đế thần, đã đánh nó vào bên trong trận pháp. Vào rồi thì cứ vào đi, Giang Thái Huyền xua tay, dẫu sao thần đế trở lại, đối với đạo tràng chỉ như thêm vài người khách mà thôi, còn các thủ hạ của đạo tràng, cứ hỏi hậu thổ và thông thiên giáo chủ trước xem có đập chết được họ hay không. Không chỉ như thế, từ khi thần tỷ thiên đế vào trận pháp chư thiên thì phi thăng chi hải thu nhỏ với tốc độ rất nhanh, một số đảo và đại lục xuất hiện, bản đồ thần giới dần khuếch trương. Tử Giao ngưng trọng nói, hơn nữa còn một số cung điện nữa. linh 1409, thiên đạo thức tỉnh Âm đùng đùng, lúc này, mặt đất xung chuyển, hướng thiên đế sơn, một đường ánh sáng phóng lên tận trời, thần uy cuồn cuộn khuấy động gió mây, một làn sóng như có như không chuyển đến, dường như có một thứ sức mạnh ẩn tiềm bên trong, bao trùm lấy họ. Thông thiên giáo chủ và hậu thổ đồng thời xuất hiện, ngước nhìn trời, thần sắc hết sức ngưng trọng, Sao đấy? Giang Thái Huyền hơi biến sắc, hai vị này có động tĩnh lớn như thế, phải chăng xảy ra việc gì lớn rồi ư? Thiên đạo thức tỉnh rồi." Thông Thiên trầm trầm nói. "Thiên đạo sao?" Giang Thái Huyền ngây người, thần giới còn có cả thiên đạo à? Con mẹ nó, hắn hiểu rất rõ thiên đạo là thứ gì, nhìn thiên đạo hồng hoang thử mà xem, ấy là nơi dẫn dắt hướng đi cho chúng sinh, tồn tại tối cao của thế giới, vị thầy thánh nhân Hồng Quân cũng là thân hợp thiên đạo, không biết đã bước vào cảnh giới nào rồi. Tinh dựa theo tình huống đặc biệt, công bố nhiệm vụ, thu thập 20 sợi căn nguyên thiên đạo, thưởng hạt giống thần ma tiên thiên x1, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ 1 tháng, căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ sẽ nhận được gói quà thần bí x2. Hệ thống, người đang đùa ta chứ gì, thiên đạo thức tỉnh, người bảo ta đi tìm căn nguyên thiên đạo à? Não giang thái huyền như đứng máy, hệ thống này chắc hỏng mẹ nó rồi, làm sao ta thu thập được căn nguyên thiên đạo cơ chứ? Tuy phần thưởng rất hậu nhưng thiên đạo khó nhận đấy, hiện giờ ước chừng ta chưa trêu vào nổi đâu thiên đạo ấy à hậu thổ than dài một tiếng hiện giờ thiên đạo chỉ vừa thức tỉnh hẳn vẫn còn rất yếu chi bằng hãy chặt đứt nó đi thông thiên giáo chủ mang vẻ mặt phấn chấn và kích động nếu có thể chặt đứt thiên đạo đoạt được căn nguyên của nó có lẽ chúng ta sẽ giác ngộ một cảnh giới khác mọi người hai vị lão đại đừng ồn ào nữa tuy bọn ta không rõ thiên đạo là cái gì nhưng mà các ngươi vừa nhắc đến căn nguyên gì đó bọn ta đã sợ rồi thiên đế từng nhờ căn nguyên của thần giới chống lại tồn tại khủng bố vượt hơn cả thần giới cơ mà. Khổ, có lòng tin không, nếu có thì bản chàng chủ chắc chắn dốc sức, Giang Thái Huyền tỉnh táo lại đầu tiên, nhìn hai vị lão đại với ánh mắt mong chờ, nếu hai người có thể chặt đứt được thật thì bản chàng chủ chắc chắn đứng phía sau hô hào cổ vũ. Hậu thổ lắc đầu, thế giới này không giống như hồng hoang, thiên đạo cũng khác, nếu bọn ta khôi phục đến thần đế thì có lẽ còn có chút cơ hội, nhưng lúc đó thiên đạo kia cũng đã khôi phục hoàn toàn rồi đáng tiếc thông thiên giáo chủ thổn thức cực kỳ tiếc nuối thiên đạo suy yếu thời cơ tốt như vậy mà không nắm bắt được chỉ đành buông bỏ trong núi tiếc nói như vậy thì thiên đạo này lợi hại lắm nhỉ cả hai vị cũng không phải đối thủ à các thần hoàng đỉnh phong kinh ngạc xem ra cần phải phổ cập cho các ngươi một chút thế nào là thiên đạo hậu thổ liếc mắt nhìn họ lắc đầu bảo không thể nói như vậy thiên đạo của thế giới này không kể như vô địch chỉ có thể nói là không ai làm gì được ai và lại thiên đạo chỉ là một thể tập hợp từ pháp tắc, thiên đạo không phải sinh linh, nếu thiên đạo muốn chấn áp một cường giả có cấp bậc cỡ như bọn ta thì trừ khi kết hợp với một sinh linh có cùng cấp bạc với bọn ta, bằng không chỉ nhờ vào sự vận động của pháp tắc thì không làm gì được bọn ta. Một thể tập hợp từ pháp tắc và không phải sinh linh sao? Các người có thể hiểu tương tự như căn nguyên thần giới vậy. Thông thiên giáo chủ lạnh lùng nói, căn nguyên ư, vậy còn thiên đế thì sao? Mọi người lo âu, thiên đế dựa vào căn nguyên thiên đế để đối địch cơ mà gã còn kém xa lắm, nếu có thể hợp đạo, năm xưa gã đã không bị thương, cũng sẽ không đuổi ra ngoài, mà đã trấn áp vị cường giả vượt xa thần đế kia rồi. Thông thiên giáo chủ nói, nói về cảnh giới hợp đạo, lão luôn rất có cảm xúc, bởi vì sư phụ nhà mình đã như thế. Nhưng mà chuyến này trở lại thì khó nói, tuy hắn đối địch rồi bị tổn thất căn nguyên, nhưng cũng vì để bảo vệ thần giới, và lại còn để lại thủ đoạn, cũng thức tỉnh thiên đạo, rất có khả năng đã được sự cho phép của thiên đạo, từ đó trở thành người đại diện cho thiên đạo, đột phá cảnh giới thần đế tiếp đó hợp đạo hậu thổ tiếp lời giang thái huyền rúng động trong lòng tuy thần giới khác với hồng hoang nhưng cũng có thiên đạo thật ra hợp đạo là cái gì có nghĩa là người duy nhất nắm quyền trong trời đất đạo tổ thiên đế từng trưởng quản chư thiên thống lĩnh thần giới phân phong thần vị một tồn tại hệt như ngọc hoàng đại đế vậy xứng danh người đệ nhất dưới thiên đạo nếu nói đến người đại biểu hắn đích thật có tư cách đó nếu thiên đế không truy ra ngoài tiếp tục phát triển thần giới có lẽ thứ họ đối mặt sẽ chính là một thần giới có đạo tổ hợp đạo. Hợp đạo không phải cảnh giới của một con người, mà là trạng thái đặc biệt, vượt ngoài trời đất, chỉ một người duy nhất đứng đầu. Có ai biết khi nào thần đế sẽ trở lại không? Giang Thái Huyền hỏi, không biết, thiên đế không để lại lời cụ thể, chỉ biết còn ba ngày nữa sẽ đến ngày trận pháp chư thiên hoàn toàn biến mất, vĩ lực chư thần trở lại. Tử Giao lắc đầu nói, Giang Thái Huyền xoa ấn đường, chuyện này gây gâu rồi, giáo chủ, hậu thổ, có thể nói rõ về chuyện thiên đạo được không? Tuy kiếp trước hắn cũng biết vài thông tin, nhưng so về độ thông hiểu về thiên đạo thì át hẳn không thể sâu bằng hai vị này. Thông thiên giáo chủ chính là thánh nhân thiên đạo, khẩu thổ sáng lập luân hồi, hoàn thiện hồng hoang, chắc gì đã không phải hoàn thiện thiên đạo. chương 1410, Diệt Thiên, thông thiên giáo chủ vuốt dâu, ánh mắt phức tạp, nhắc đến thiên đạo, bổn tỏa cũng không dám nói chắc, chỉ có thể dựa theo những gì bổn tỏa được biết mà suy ra đôi điều về thiên đạo của thần giới này xin đại nhân chỉ điểm. Đám đông ngưng trọng nhìn sang hướng thông thiên giáo chủ, họ không phải ngu dốt, hai vị này đã nói rồi, không ai làm gì được ai, nếu có người nào đó tương hợp với thiên đạo thì sẽ có thể chấn áp họ, đến cả hai vị này cũng không chống nổi, hỏi ai mà không khiếp sợ. Thông thiên giáo chủ nhẹ nhẹ gật đầu, ánh mắt rời sang phía chân trời, tựa như thiên đạo đang ngay nơi đó, thời kỳ sơ khai nhất của thần giới, chắc đã có sự tồn tại của thiên đạo, chỉ có điều thiên đạo ở đây vừa nhỏ vừa yếu, không sao an định được một số thế lực lớn, thao túng hướng đi của cả thiên địa. Khi mới bắt đầu, thiên đạo thuận theo chúng sinh mà phát triển, nhưng sau khi trải qua một thời gian dài vận động hoàn thiện, chúng sinh đã biết phát triển theo thiên đạo, có thể nói, thiên đạo trở thành chúng sinh còn chúng sinh thì trở thành thiên đạo. Nhớ khi xưa, bàn cổ khai thiên, thế giới hồng hoang mới những buổi đầu, thiên đạo còn chưa thành hình, nó không phải cũng phát triển theo sinh linh hồng hoang, cuối cùng thành hình, tương hợp cùng Hồng Quân đạo tổ hay sao? khi hồng quân đạo tổ vừa xuất hiện thực lực cũng không khác thiên đế bao nhiêu chỉ xem như được chú ý đến mãi đến sau khi thành thánh mở từ tiêu cung và truyền đại đạo trở thành người lên tiếng thay cho thiên đạo sau đó mới hợp đạo mà thiên đế của thế giới này nắm quyền chư thiên thống lĩnh thần giới phân phong thần vị chắc gì đã không phải người được thiên đạo thần giới lựa chọn thiên đế chi phối thần giới thống lĩnh sinh linh thần giới phát triển mới có thể được căn nguyên đồng ý nhờ vào căn nguyên ứng phó kẻ địch kết quả thiên đế này phát hiện ra cường giả mạnh hơn cả thần đế, rồi chạy theo mất. Có thể nói, thiên đạo có ý thức, cũng có thể nói thiên đạo không có ý thức, bởi lẽ nó không phải một sinh linh thực thụ, mà là một thể tập hợp từ pháp tắc, thậm chí có cả ý chí của chúng sinh. Thông thiên giáo chủ giảng giải, thiên đạo của thần giới này đã chịu tổn hại, thiên đế đi mất, thiên đạo không thể không giấu mình trong âm thầm, các người có thể tạm hiểu rằng thiên đạo đã trở về trạng thái trước khi thành hình. Thiên đạo ngủ say, thần giới bước vào những ngày tháng không có trời, căn nguyên yếu ớt cho nên không thể nào sản sinh ra thần đế sau cùng thông thiên giáo chủ tổng kết nhìn nét mặt ai nấy đều ngơ ngác giang thái huyền không nhịn được nói bản chàng chủ khái quát đơn giản cho các ngươi mời chàng chủ nói mọi người vội nói tức là ngày trước thần giới có một đại ca kết quả ngươi đại ca này bị thương chạy về hang ổ của mình để hồi phục đến bây giờ thì thương thế đã khỏi phải ra ngoài để tiếp tục làm đại ca giang thái huyền hờ hững nói nghiêm túc nhìn họ các ngươi hiểu chưa nói vậy thì hiểu rồi chàng chủ vẫn biết cách phổ cập nhất long hạo dơ ngón cái thông thiên giáo chủ đảo mắt một lũ ngu đần như vậy không được rồi chàng chủ còn chưa quản bọn ta dựa vào đâu có một đại ca chạy ra chứ chàng chủ người hãy nghĩ cách đi làm thịt nó nếu đã là đại ca của thần giới chắc chắn giàu có lắm tiểu hành thiên nói không sai chắc phải giàu có lắm chúng ta cùng góp tiền xem thử có thể tiêu diệt nó hay không đám người đông hoàng vội nói họ vốn là đại ca của thần giới giờ đây thần đế còn chưa trở về thì đã có một đại ca chạy ra trước như vậy sao mà được giang thái huyền con mẹ nó mấy người nói sao nghe dễ dàng quá diệt thiên à nếu làm được như vậy thì cần đến các ngươi nói sao nếu thiên đạo biết sinh linh trong thế giới nó muốn giết nó liệu nó có dáng xét trừng phạt hay không giờ nói mấy câu đó thì được hậu thổ lên tiếng nhưng qua một ngày nữa thì các ngươi hãy nhớ cho kỹ không được phép nói lời bất kính đối với thiên đạo đại ca thiên đạo này có quyền hành chi phối thần giới các ngươi nhắc đến hắn hắn có thể kêm ứng được đấy giang thái huyền giải thích nếu các ngươi liệu mình đủ sức chống được lôi kiếp của thần đế thì cứ nói tùy thích theo lời kiếp trước vạn vật đều có một tuyến sinh cơ thiên đạo vận hành theo quy tắc có thể trừng phạt có thể tận diệt nhưng khi hùng mạnh đến một mức độ nhất định thiên đạo cũng không thể làm gì được cùng lắm là lén lút công báo tư thủ hoặc giết chóc quy mô lớn cũng nên cả đám người vội ngậm miệng ngay họ không muốn bị đại ca thần giới nhắm đến lãnh thổ thần giới đã mở rộng rồi chúng ta có cần đi tra xét những cung điện trên các đại lục hòn đảo kia không đã có những thần minh khác đến đó trước rồi đế tinh mở miệng nói loại biến đổi này không thể nào giấu những người trên thần giới được phi thăng chi hải quá to lớn thần đế cũng không giấu nổi đương nhiên phải đi long hạo lên tiếng nói phi thăng chi hải do thiên đế khuếch trương cơ mà có thể những hòn đảo đại lục và cung điện kia cũng do thiên đế nhấn chìm khả năng cao có bảo vật được cất giấu. Có lý, cả đám người liên tiếp gật đầu, không chờ đợi được nữa mà nói, bọn ta sẽ đi ngay bây giờ. Chàng chủ, người đi không? Mọi người lại nhìn sang Giang Thái Huyền, vẻ mặt như nói chàng chủ yên tâm đi, dẫu sao thiên đạo đã thức tỉnh rồi mà. Các người cứ đi trước, hôm nay không xảy ra chuyện gì đâu, thiên đạo chưa ra được, ta cần phải suy nghĩ vài điều. Giang Thái Huyền nói, đau đầu thật đấy, thiên đạo ra ngoài rồi, vướng tay vướng chân đủ kiểu, Đợi trong đạo tràng thì không sao chứ rời khỏi đạo tràng thì kể như địa bàn của thiên đạo rồi. Hay ta cứ mở đạo tràng ở khắp nơi trên thần giới để thiên đạo tức chết nhỉ? Nghĩ kỹ nên thôi thì hơn, chỉ có thời gian một ngày, đối mặt với thần giới đang mở rộng thế kia, căn bản có mở bao nhiêu cũng không đủ. chương 1411, bởi vậy mới hỏi nó có bán hay không? Giang Thái Huyền vừa suy nghĩ vừa nhìn ngắm hàng Nga, cứ như ngắm nhìn nàng có thể khiến đầu óc của bản thân minh mẫn hơn vậy. Gương mặt lạnh lẽo của Hằng Nga không chút thay đổi, nhưng mấy cặp mắt kia hiện ra vẻ bất mãn, nghiêm túc nghĩ chuyện của ngươi đi. Bản chàng chủ đang suy nghĩ thật mà. Giang Thái Huyền không đỏ mặt tẹo nào, nghiêm nghị nói, bản chàng chủ đang suy nghĩ, làm thế nào tìm ra được thiên đạo đấy biết không? Tìm thiên đạo à, thông thiên giáo chủ có chút xứng sờ, chàng chủ, tìm thiên đạo làm gì? Đừng bảo với ta rằng ngươi muốn đi hợp đạo nhé, thực lực của ngươi chưa đủ đâu, trừ khi phải vượt qua thần đế, Giang Thái Huyền ho nhẹ một tiếng, nói: người nghĩ nhiều rồi. Bản chàng chủ không có mơ tưởng đó đâu. Ta muốn bàn chuyện làm ăn với Thiên Đạo, hỏi nó có bán hay không. Bàn chuyện làm ăn với Thiên Đạo, hỏi Thiên Đạo có bán hay không à Tràng chủ, chắc người không phải đang đùa ta đấy chứ? Tuy thần giới này không giống như Hồng Hoang, nhưng đó dù sao cũng là Thiên Đạo, thánh nhân bình thường không sao sánh được. Ngươi muốn mua nó hả? À? Giáo chủ, hậu thổ, chúng ta thương lượng một chút, hai người nói xem. Thiên đạo có thể tu luyện thành sinh linh hay không? Có thể siêu thoát khỏi trời đất này hay không? Giang Thái Huyền nhíu mày đặt nghi vấn, chúng ta vào đạo tràng đi, đừng để Thiên đạo nghe thấy. Thiên đạo có thể tu luyện thành sinh linh hay không à? Hai vị đại lão này cũng rất mơ hồ, họ chưa từng nghĩ đến vấn đề này, bởi khi còn ở hồng hoang, Thiên đạo đã hợp nhất với Hồng Quân rồi, còn tu luyện thành một quả cầu nữa. Thần Ma đạo tràng, Giang Thái Huyền kéo cả đám thần ma ra bắt đầu thảo luận về việc thiên đạo có thể tu luyện thành sinh linh hay không. Có người nói được, có người bảo không, mãi chưa có kết luận. Cỏ cây đất đá đều có thể thành tinh, thậm chí đến mây còn có thể tu luyện thành tiên, tại sao thiên đạo không thể tu thành sinh linh? Tôn Hầu Tử nói, lão tôn ta được sinh ra từ tảng đá đây này. Thứ ngươi nói đến là đá tiên, à không đúng, đá tiên không bì được với thiên đạo. Có thần ma vừa phản bác xong liền cảm thấy phẩm cấp của thiên đạo cao hơn, tôn hầu tử nở ra từ đá được, tại sao thiên đạo thì không? Trước đây ta từng nghe nói, thiên đạo khó lường, không gì không thể, chẳng biết thật hay giả. Chư bát giới trầm trầm nói, thiên đạo khó lường, không gì không thể à. Các thần ma lầm nhầm lại câu nói kia, đúng nhỉ, thiên đạo không gì không thể, có chuyện gì mà không được cơ chứ. Căn cứ theo hồng hoang mà suy ra, thiên đạo là sản vật sau khi khai thiên lập địa, vậy thần giới được ra đời thế nào? Thiên đạo của thần giới phải chăng cũng giống vậy hao không? Giang Thái huyền vuốt cằm, À phải rồi, giáo chủ, người có biết thiên đạo gia tăng sức mạnh thế nào không? Chuyện này thì, chắc nhờ hợp đạo chăng? Suy cho cùng thì hợp đạo có lợi đối với thiên đạo. Thông thiên giáo chủ không chắc chắn, hợp đạo chỉ là một trong số những cách. Giang Thái Huyền nói, ta muốn hỏi những cách khác, ví dụ như, đạo tràng có thương phẩm nào có thể giúp thiên đạo đề thăng được hay không? Thương phẩm của đạo tràng, thông thiên giáo chủ vẫn chưa trả lời, bỗng hậu thổ thì thầm mấy tiếng, có lẽ hỗn độn khí sẽ được. Không sai, Hỗn độn khí có thể được." Mắt Thông Thiên giáo chủ sáng lên, có thể nói thế giới Hồng Hoang đã hấp thụ sức mạnh hỗn độn chuyển hóa thành linh khí tiên thiên, mà thần nguyên khí của thế giới này kém rất xa sức mạnh hỗn độn, vậy nếu cả thế giới đều ngập tràn hỗn độn khí thì chắc chắn Thiên Đạo sẽ có thể gia tăng sức mạnh. "Những thương phẩm khác thì sao?" Giang Thái Huyền nói, "Các thương phẩm khác, nếu nói được thì có thể kể đến ánh sáng pháp tắc và căn nguyên pháp tắc, Thiên Đạo vốn dĩ là thể tập hợp từ pháp tắc, những thứ kể trên đều có thể tăng cường pháp tắc." Có tác dụng với người học võ tự nhiên cũng sẽ có tác dụng với thiên đạo." Thông Thiên giáo chủ nói, hỗn độn khí cũng hữu dụng đối với bọn ta, nhưng tác dụng quá nhỏ. Giang Thái Huyền gật gật đầu, đương nhiên họ không thể đi kiếm tiền mua hỗn độn khí, phải lại, nếu có thời gian kiếm tiền thì họ hoàn toàn có thể chạy vào trong hỗn độn để hấp thụ một chút, tuy không thể hoành hành lâu trong hỗn độn nhưng duy trì một thời gian thì không thành vấn đề. Chỉ có điều, hỗn độn của thế giới này nằm ở đâu, nhóm người Thông Thiên giáo chủ không biết khi luận đạo cùng hậu thổ ngoài tinh không lão cũng không tìm được dường như hỗn độn của thế giới này đã bị khai thác sạch từ lâu rồi trang chủ còn một điểm không biết ngươi đã nghĩ đến chưa hằng nga bỗng cất lời thiên đạo không phải sinh linh mặc dù vô thượng nhưng nó luyện hóa bằng cách nào sử dụng bằng cách nào dựa vào phỏng đoán của chúng ta thần giới càng mạnh thì thiên đạo cũng theo đó biến hóa chẳng lẽ chúng ta phải để hỗn độn khí tràn ngập khắp thần giới hay sao nếu như vậy thì cần phải có bao nhiêu tiền còn cả ánh sáng pháp tắc và căn nguyên pháp tắc nữa ném tất cả cho thiên đạo sao thiên đạo có mua nổi không giang thái huyền hằng nga tiên tử bình thường ngươi chẳng mấy khi nói gì khi vừa mở miệng thì sắc bén đến như vậy nếu thiên đạo nghèo túng thì phải làm sao thiên đạo mạnh nhưng thông thiên và hậu thổ đều đã xuất hiện cả hệ thống của đạo tràng cũng đã từng nói rằng còn có cả bàn cổ bàn cổ chính là người khai thiên cơ mà hiển nhiên phải cao cấp hơn thiên đạo thiên đạo không thể nào cướp được thương phẩm từ đạo tràng, chỉ có thể bỏ tiền mua như bao người khác. Nhưng một thứ được tập hợp pháp tắc kết thành một thể thì bảo nó đi kiếm tiền thế nào được. Cho nên bản chàng chủ mới muốn hỏi nó có muốn bán chính mình hay không. Giang Thái Huyền che mặt, trời đất thánh thần, chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quặc, tự dưng lại chạy đến hỏi thiên đạo rằng người có muốn bán thân không. mười 1412, cổ thần bị phong ấn. Các thần ma đưa mắt nhìn nhau, thông thiên và hậu thổ cũng ngẩn ra, chàng chủ, người quyết tâm muốn mua thiên đạo cho bằng được đấy à? Chàng chủ, người đi nhầm phương hướng rồi, chúng ta không nhất thiết phải làm ăn với thiên đạo, tạm thời không ai làm gì được ai, không quan tâm tới là xong. Hằng Nga khuyên bảo, đợi giáo chủ và nương nương khôi phục thì chúng ta không cần sợ thiên đạo nữa. Giang Thái Huyền thở dài, không phải do bản chàng chủ muốn sống mái với thiên đạo đâu, mà do nhiệm vụ của hệ thống, bắt ta phải mua bán với thiên đạo, ta cũng đang tuyệt vọng lắm đây nhiệm vụ hiện tại của chúng ta chính là tìm cho ra thiên đạo giang thái huyền khoát tay nói đầy vẻ tự tin yên tâm đi bản tràng chủ có niềm tin chỉ cần tìm được thiên đạo ắt sẽ hoàn thành được giao dịch với nó tràng chủ được tự tin như thế thì tốt nhưng để tìm ra thiên đạo trong hôm nay thì rõ ràng là không thể rồi thiên đạo vừa thức tỉnh đang trong quá trình vận chuyển pháp tắc bắt đầu quản lý thế giới này lần nữa thông thiên giáo chủ nói vậy hãy đến đại lục vừa mở rộng xem thử xem sao Giang Thái Huyền gật gật đầu, dẫn họ đến phi thăng chi hải. Hiện tại, phần lớn phi thăng chi hải đã tiêu biến, có thể gọi thành hồ phi thăng rồi. Thần dịch ánh vàng lan khắp mọi nơi, không chỉ mỗi ao hồ mà bốn bề khắp nơi quanh hồ đều có cung điện. Thần dịch này là thứ tốt đây, Giang Thái Huyền khẽ nói. Cứ cho là vậy đi, so ra kém hơn hồ phi thăng của tiên giới một chút, trông thế này cũng khá giống hồ phi thăng đấy chứ thông thiên giáo chủ lạnh nhạt nói hữu dụng với các thần minh thông thường nhưng đối với các thần thể ngưng luyện thì không có tác dụng gì mấy không giang thái huyền lắc lắc đầu hữu dụng cả khi thành thần người có thiên phú tốt thì hấp thụ được nhiều người có thiên phú kém thì hấp thụ được ít sau khi sử dụng hỗn độn đan thiên phú được tăng cường tại sao không thể hấp thụ được chút nào chứ được thì được nhưng khi ấy thần thể đã thành rồi thứ thần dịch này không có tác dụng bao nhiêu chẳng đáng chi cả na cha nói Giang Thái Huyền xoa xoa tay, "Giáo chủ, nương nương, hai vị nói xem, hai vị có thể điều khiển cả cái hồ thần dịch này được không?" Tràng chủ đã muốn, cả thiên hạ này đều có thể thuộc về ngươi. Thông Thiên giáo chủ nhìn hắn với vẻ kỳ quái, "Nhưng mà ngươi lấy thứ đồ chơi vô dụng này để làm gì vậy? Thứ thần dịch đáng khinh thường này chỉ dành cho những kẻ mới thành thần sử dụng, Tràng chủ đã thiên thần đỉnh phong rồi cơ mà, hơn nữa còn từng qua sự tạo hóa của hỗn độn, lấy nó về hoàn toàn vô ích." "Không, cái này là bồn tắm thiên nhiên." suối nước nóng đấy. Giang Thái Huyền trầm trầm nói, ta còn định vác một ao lên cung trăng, liệu có thể phong tỏa, để những người trần gian phi thăng không thể lên từ ao này được không? Bản chàng chủ không muốn trong lúc mình đang tắm rửa, đột nhiên có kẻ nổi lên đâu. Nói xong, còn nhìn sang hàng Nga, các thần ma, trang chủ, trời bẩn thật, hồ phi thăng thần thánh của người ta mà ngươi muốn biến nó thành nhà tắm à? Nước tắm này của ngươi hình như quý quá rồi nhỉ? Hằng Nga không nói gì, gương mặt lạnh lùng của nàng có mấy phần ửng hồng, chàng chủ, người không biết xấu hổ hay sao đấy. Còn bảo vác đến cung trăng nữa, chúng ta không thể nói riêng sao. Trái tim chưa bát giới vỡ thành từng mảnh, ngã lăn ra đất kêu khóc rõ to, liếc mắt thấy hầu tử mới khôi phục về dáng vẻ điềm nhiên. Mọi người cùng đến xem xét cung điện khác, không còn gì sót lại, tất cả đều là thần điện trống rỗng, chẳng có bảo vật gì cả, chìm dưới phi thăng chi hải không biết đã bao nhiêu năm, không thể nào có thần dược sinh sống được, lúc thiên đế đi có thể đã đem tất cả bảo vật đi rồi. Không có gì bất ngờ, mấy thần minh hào hứng ùn ùn kéo đến kia chẳng ai có thu hoạch gì cả. Hậu thổ và thông thiên giáo chủ cuối cùng không thể dần được nhiệt huyết bốc lên trong ánh mắt Giang Thái Huyền, đành ra tay giúp hắn phong ấn một hồ phi thăng, những chuyện về sau là việc của bản thân hắn, cơ mà Giang Thái Huyền cũng ấn một tấm biển gỗ lên đó, đánh dấu rằng đây là của hắn. Trang chủ, các người mau qua đây mà xem, nhiều thần quá. Long hạo truyền tin đến, vốn dĩ có rất nhiều thần mà, có gì lạ đâu. Giang Thái huyền bĩu môi, nơi này chỗ nào chẳng có thần. Cổ thần bị phong ấn, Long Hạo vội nói, thần giới chấn động, phi thăng chi hải giảm thiểu, nhiều đảo và đại lục nâng lên, cung điện lấp lấp, kéo theo động tính của vô số thần minh. Không tìm được bất cứ bảo vật hay thứ gì, những thần minh này tràn trề thất vọng, nhưng chẳng bao lâu, họ đã phát hiện một đám thần minh cổ xưa bị phong ấn, những thần minh này mặc chiến giáp thần bí, đứng thành hàng chỉnh tề bên dưới phong ấn dưới nền trong suốt như pha lê, hiển hiện năng lượng phong ấn huyền ảo, khi nhóm người Giang Thái Huyền đến, các thần minh đã tề tựu đông đúc ở đây từ bao giờ. Giang Thái Huyền nhìn xuống dưới, các thần minh đứng với tư thái ngạo nghễ, tay nắm trường thương, như tượng điêu khắc vậy, nhưng khí thức sinh mệnh mãnh liệt và thứ sát khí trùng trùng kia, dẫu đã được ngăn cách bảo phong ấn vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Những người kia chính là những thần minh dũng mãnh thân kinh bách chiến, hơn nữa, chiến giáp đồng nhất, bày thế có thứ tự, rất có thể là một đội quân. Nhiều thần minh như vậy, thật ra ai đã phong ấn họ ở đây? Có thần minh đặt nghi vấn, từ xưa phi thăng chi hải đã như thế, nay bất chợt xảy ra biến cố, sao lại xuất hiện một đám thần bị phong ấn ở đây thế kia? Các thần minh chung quanh kinh nghi bất định, chương 1413, chuyện liên quan đến tương lai đạo tràng. Nhóm người Giang Thái Huyền không nói gì, nếu không ngoài dự đoán thì đội quân này rất có thể là thủ hạ của thiên đế, đương nhiên, không loại trừ khả năng thuộc quyền các thần đế khác hay chúng ta giải phong ấn cho họ ra đi có thần lên tiếng ngươi điên à một khi đám thần minh đó ra ngoài ai ngăn nổi họ chỉ riêng uy áp này thôi ta đã không chịu nổi rồi một vị thái thượng chân thần nói bằng thần sắc ngưng trọng vậy làm sao đây không biết đã qua biết bao nhiêu năm rồi phong ấn này còn được mấy phần tác dụng chứ liệu họ có tự phá phong ấn ra ngoài không vài vị thần nhỏ bé yếu ớt kinh sợ nói tuy không nhìn ra tu vi của những thần minh này nhưng đã cách phong ấn còn cảm nhận được sát khí của họ dọa cho không ít thần minh nhũn người. Giang Thái Huyền liếc nhìn bên dưới, đám thần kia đứng san sát nhau chi chít, không nhìn thấy điểm cuối nơi đâu, nhìn xuyên qua mặt đất cũng chỉ thấy hàng ngũ kéo dài mãi đến phía trước, số lượng của đội quân này thực sự có chút kinh người. Điều khiến người ta kinh ngạc trong lòng nhất phải kể đến tu vi của những thần minh kia, gần như không một người nào dưới thiên thần cả. Bọn ta không tìm đâu được thế này, Đông Hoàng lắc đầu, một đội ngũ như thế này, họ không sao tập hợp được không biết chỗ này có đến bao nhiêu người, phong ấn lớn đến mức nào, nếu họ có ý bố trí, chưa chắc đã không có thần hoàng. Tây Hoàng mở miệng nói, thần đế năm xưa có thiếu thần hoàng đỉnh phong không? Không thiếu, mỗi thần đế đều trí cao vô thượng, dưới tay thật không thiếu thần hoàng đỉnh phong, đừng nhìn điểm tranh lệch đường tơ kẽ tóc kia, người thật sự khám phá ra sự cách biệt đường tơ kẽ tóc này, được mấy ai? Các người suy nghĩ hạn hẹp quá. Giang Thái Huyền lãnh đạm nói, khi xưa không chỉ có một tôn thần đế thôi đâu, khá nhiều đấy. Từ xưa đến nay, thần đế trong thần giới tuyệt đối không phải số ít, chứ đừng nói đến thời kỳ thần đế nhiều như nấm sau mưa, thiên đế chính là vị thần đế cổ xưa nhất, hắn không tin, thần đế đời sau không thể giải mã câu đố về sự biến mất của thiên đế. Chúng ta đến những nơi khác xem sao, bác hoàng xoay người rời đi, phi thăng chi hải bao bọc đại lục thần giới. Có thể nói, đất đai thần giới ngày trước lơ lửng trên phi thăng chi hải, hiện giờ phi thăng chi hải xảy ra biến cố lớn, dân lục địa, đất đai lúc trước, chỉ có thể xem như một mảnh đất nhỏ trên thần giới. Ta cũng đi xem thử, Long Hinh Nhi nói, năm xưa Long Đế đi tìm tung tích thiên đế, không biết có lưu lại bố trí gì hay không, nếu có, nàng ắt sẽ tìm ra được. Đi cả rồi, chúng ta xử lý chuyện nhà tắm suối nước nóng đi. Giang Thái Huyền nói, phong ấn này không cần các vị phá, nó có quan hệ mật thiết với trận pháp chư thiên. Sao cơ, bọn người đông hoàng ngẩn người, quả thật do thiên đế bố trí sao? Nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, đi thôi. Giang Thái Huyền nói: "Trang chủ, nhà tắm và suối nước nóng thì sao?" Long Hạo thắc mắc: "Phi Thăng Chi Hải ấy à, giờ chắc cũng thành hồ phi thăng rồi, nhà tắm thiên nhiên, chúng ta cần tăng thêm chút nhiệt độ cho nó, rồi để các thần minh hưởng thụ cuộc sống." Giang Thái Huyền phấn khởi nói: "Bản trang chủ là một người vĩ đại, mệt chết đi sống lại để phi thăng thần giới rồi, sao có thể tiếp tục mệt mỏi được nữa? Chúng ta phải xây dựng thần giới thành thần giới thực thụ, một thiên đường. Các thần ma, trang chủ à, sao bọn ta cứ cảm thấy ngươi vì để mình hưởng thụ mới làm như vậy thế? bản trang chủ làm vậy vì tạo nên một thế giới tuyệt vời, nơi đó không có chiến đấu, không có chiến tranh, không có bi kịch nhà tan người mất, chỉ có sự hưởng thụ vô tận. trang chủ, ngươi có thể biết liêm sỉ chút không? thấy giang thái huyền nói một mạch thao thao bất tuyệt, cả đám người tỏ rõ vẻ khinh thường, hệt như những gì ngươi nói về trần gian vậy. cái gì mà để xây dựng một thế giới người người đều như rồng? ha ha, chẳng phải đều vì lừa con mẹ nó tiền của bọn ta hay sao? sao ngươi có thể đem chuyện lừa tiền ra nói một cách hồn nhiên tao nha và vĩ đại đến thế còn vì cả thế giới nữa chứ giang thái huyền ho nhẹ một tiếng nói không thèm nói với các ngươi nữa bản chàng chủ đi xây hồ bơi đây các ngươi nên làm gì thì làm nấy đi giang thái huyền vẫy họ lui sau cùng nhìn sang hằng nga nghiêm nghị hằng nga tiên tử bản chàng chủ có chuyện muốn bàn bạc với người sự việc trọng đại liên quan đến tương lai của đạo tràng hằng nga thấy nét mặt nghiêm túc của hắn nhẹ nhàng gật đầu tương lai của đạo tràng à chuyện quan trọng như cậy chàng chủ à bọn ta cũng muốn tham dự đường tăng trầm giọng nói đại thánh ngươi kéo sư phụ và sư đệ ngươi đi dùm cảm ơn giang thái huyền bực bội nói sau đó nhìn về phía hằng nga nào chúng ta cùng nghĩ xem nên thiết kế hồ bơi kia thế nào hằng nga chuyện liên quan đến tương lai đạo tràng mà ngươi nói đây ư trọng đại thật đấy cả đám thần ma thức thời bỏ đi chuyện trọng đại cái rắm cho gì cô gái còn bày đặt nói gần nói xa dọa bọn ta giật mình. Chớp mắt chỉ còn lại Giang Thái Huyền và Hằng Nga, hai người đi đến bên hồ phi thăng, Giang Thái Huyền bắt đầu vẽ đồ án, luận chuyện với Hằng Nga, thích bể bơi thế nào, tiện thể còn muốn thiết kế thêm mấy bộ bikini, xem chút bị Hằng Nga treo lên đánh. chương 1414, Liên minh Ngũ Hoàng Bọn người Giang Thái Huyền bá chiếm hồ phi thăng, những thần minh khác thấy thế, có người không hiểu, có người hùa theo chiếm đoạt, không có họ, cũng có bọn Đông Hoàng đang tranh trước kia mà thần hoàng cũng đã tranh, họ còn chờ gì mà không nhanh chóng đến chia một bát canh. Hồ phi thăng này rõ ràng hữu dụng mà, thiết kế bản vẽ xong xuôi, Giang Thái Huyền lập tức vứt sang cho mấy người Đông Hoàng, mình thì cùng về đạo tràng với Hằng Nga, chút chuyện nhỏ này, Đông Hoàng rất vui lòng giúp sức. Phi thăng chi hải của thần phát sinh biến cố, năm vị thần hoàng đỉnh phong nhóm Đông Hoàng tranh chiếm trước, ngoài ra còn truyền đi một tin tức, bản hoàng kiến lập liên minh ngũ hoàng, không phân biệt bất cứ thần minh nào, hoan nghênh chư thần gia nhập, chỉ cần mỗi tháng dâng một cây thần dược cấp thần nhân thì sẽ được che chở. Chỉ một câu thần dược cấp thần nhân mà được năm vị thần hoàng che chở à? Các thần minh chấn kinh, gia nhập thế lực thần hoàng, trả giá thấp vậy sao? Các thần minh cảm nhận được nguy hiểm rồi sao? Có thần minh nhìn thấu, tuy họ không biết đội quân thần minh trong phong ấn kia như thế nào, nhưng nhiều vị thần thời kỳ trước như vậy ra ngoài, chưa chắc đã không có cường giả cấp thần hoàng, đến khi ấy thần giới này, không phải do mấy vị thần hoàng kia nói thì được chỉ cần có lý, bất luận trong tương lai chịu áp bức của ai, Liên Minh Ngũ Hoàng đều sẽ làm chủ cho ngươi." Đông Hoàng tiếp tục truyền thêm tin tức, thêm một điều nữa, Ngũ Hoàng đều là thần hoàng đỉnh phong. Năm vị thần hoàng đỉnh phong, phe này các thần minh đều phát cuồng cả lên, hiện giờ thần giới xảy ra biến cố như thế, tương lai sẽ còn ra sao nữa, không ai dám nói chắc, nhưng họ có thể biết chắc một điều, thần giới trong tương lai chắc chắn sẽ không còn bình yên nữa. Không đủ sức bảo vệ chính mình, chỉ có nước tìm cho mình chỗ dựa vững chắc chỉ có điều một vài thần minh rơi vào thế khó bọn ta không có nổi một cây thần dược các ngươi nhận thần thạch không không nhận thần thạch chỉ tiếp nhận tài nguyên hoặc chuyển khoản từ thẻ hội viên liên minh ngũ hoàng nói thêm chuyển khoản từ thẻ hội viên hả nó là cái gì thần minh ngơ ngác đột nhiên cảm thấy đẳng cấp của thần hoàng thật cao nói chuyện nghe không hiểu gì cả thẻ hội viên là cái gì là thẻ tiết kiệm của thần ma đạo tràng có thể hiểu nôm na như tiền trang vậy thần giới cũng có tiền trang nhưng đều là thần thạch lúc này đây họ mới phá hiện ra rằng thần thạch đã không đáng giá nữa rồi toàn một đống đá vứt đi có tác dụng gì còn việc chiếm đoạt hồ phi thăng hiện giờ cứ ai đoạt được thì của người đó thần ma đạo tràng thì trở nên nổi tiếng tại thần giới không ngoài dự tính truyền khắp lân cận thành đông lam cả đám thần minh ùn ùn kéo đến nhìn thấy thương phẩm của đạo tràng suýt khóc ngất nơi này lại có những thứ thần kỳ như thế sao tại sao ta không phát hiện ra chúng sớm hơn chứ đám thần minh ưu phiền thất vọng nhưng cũng hiểu được tại sao ngũ hoàng không nhận thần thạch mà lại chọn nhận chuyển khoản thẻ hội viên phí lời thần thạch không dùng được ở đây cần nó có tác dụng gì nhận thẻ hội viên miễn phí nếu muốn tiết kiệm tiền chỉ cần bán tài nguyên giang thái huyền vứt lại cho nhân viên một câu đông người quá bây giờ ta là người đàn ông phải theo đuổi hàng nga không thể bận rộn việc thế này được khổ thân nhân viên cũng may chủ yếu chỉ phát thẻ hội viên tuy những thần minh kia động lòng với thương phẩm rất muốn mua nhưng không muốn chết, hiện nay kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được, thần giới nhất định sẽ phát sinh biến cố cực lớn, thương phẩm có thần kỳ hơn nữa mà không có đủ tiền, cũng không thể giúp họ có đủ sức tự bảo vệ mình, tiền này quan trọng lắm. Thần thái Giang Thái Huyền lạnh nhạt, tiền này cũng như phí bảo kê vậy, nhưng những thần minh này bắt buộc phải nộp, cho dù khi những vị thần kia ra ngoài, không lạm sát người vô tội thì vẫn phải nộp, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, không ai muốn sống chết của mình nằm trong tay người khác. Các ngươi còn đợi gì nữa, thần dược chính là tiền, tài nguyên cũng là tiền, hiện giờ thần giới vẫn chưa xảy ra đại biến, các ngươi còn không đi kiếm tiền đi. Nhân viên dụ dỗ, đúng, đúng, ngươi nói phải lắm, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Các thần minh giật mình thẳng thốt, vội vã nói một tiếng cảm ơn rồi lũ lượt kéo nhau chạy mất, họ phải đi vét tài nguyên. Tài nguyên của thần giới đã không còn nhiều nữa, họ có thể kiếm được bao nhiêu, đều phải trông vào phúc phần của bản thân, hơn nữa chỉ có thời gian 3 ngày. Trận pháp Chư Thiên sẽ tiêu biến, những thần minh kia sẽ xông ra ngoài. Giang Thái Huyền ngước mặt nhìn trời, không biết đến khi nào Thiên đạo sẽ xuất hiện. Công cuộc chế tạo hồ phi thăng cũng đang được tiến hành với tốc độ nhanh, đều là thần minh nên xây dựng rất nhanh, có điều những thần minh khác không hiểu, chỉ biết chiếm đoạt, sau đó thì chẳng biết gì nữa cả. Sau khi bọn người Đông Hoàng chế tạo xong, chưa lại một vài hồ có thể phi thăng, nếu chặn hết toàn bộ thông đạo phi thăng, vậy há chẳng phải khiến người dưới trần gian khóc mù cả mắt sao? dưới thần giới có vô số trần gian không chỉ có mỗi trần gian nơi giang thái huyền phi thăng thông đạo trần gian được đả thông nối liền với thế lực ngũ hoàng sau khi ký kết hợp đồng với trần gian lúc những chủng tộc kia lên đây sẽ triển khai đào tạo cho những thủ hạ của ngũ hoàng không sai đào tạo đấy đã có nhà tắm rồi vậy sao có thể thiếu xoa bóp được còn có buổi hòa nhạc của ngôi sao cầm hy gì đó nữa tv cũng được chuyển tới rồi vừa ngâm mình tắm gội vừa xem tv nghe nhạc thật không tệ chút nào Bên phía thành chủ Hai thành Đông Lam và thú vương cũng bắt đầu triển khai đào tạo, huấn luyện thủ hạ, mở nhà tắm tiêu phí rất thấp, giờ bọn họ đều nghèo khổ như nhau, tiền không dễ kiếm, chỉ đành dựa vào số lượng chiếm phần thắng thôi. Tiểu đội nghiên cứu khoa học cũng rời đến, họ phụ trách nghiên cứu thuốc kích thích sinh trưởng thần dược thần cấp, Ngũ Hoàng cũng dốc hết sức giúp đỡ, mở cửa tạo sự thuận tiện. Chương 1415, Thần đế trở lại. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh, Thiên đạo đã thức tỉnh hoàn toàn không gian thần giới đang được tăng cường, nhưng sự tăng cường này cần một khoảng thời gian, tạm thời vẫn chưa thể sản sinh ra thần đế. Âm đùng, đi cùng với sự tiêu biến của trận pháp chư thiên, bốn phương tám hướng thần giới chuyển đến tiếng vang rung trời, cuối cùng các thần cổ xưa trong phong ấn đã đạp tan phong ấn, vùng khỏi sự giam cầm thiên cổ, trở về thần giới. Ang, tiếng rồng ngâm vút cao vang rồi rội, lần lượt những con rồng khổng lồ ngửa mặt lên trời hú dài, trở về từ trong phong ấn. Kim Long ngàn trượng lượn giữa hư không, Long hình Nhi thân mặc áo giáp, tay cầm trường thương, ngàn vạn thần long theo sau, long tộc đã trở lại. Vạn cổ giáng lâm, trùng khởi thiên mệnh, đây chủ thần giới, thần tỷ thiên đế ở đâu? Một tiếng thét dài, thần tỷ thiên đế sớm đã dung nhập vào trận pháp chư thiên bỗng trở lại, phóng ra vô số kim quang, từ trên trời giáng xuống, một đội thần quân khủng khiếp giáng lâm. Vạn cổ thanh thiên, tử vi vô hạn, đây chủ tinh không tối cao thần đế. Tinh không chấn động, vạn đường tinh quang chiếu xuống, kéo theo một đội thần quân trở về. Đại thế trỗi dậy, yêu vương tái xuất, thần giới minh mông, thịnh suy do yêu chủ. Chư thần thần giới ngẩng đầu nhìn trời, nét mặt đầy kinh sợ, chuyện quái quỷ gì thế này, số lượng thần sông ra ngoài liệu có nhiều quá rồi không? Còn liên quan đến thần đế nữa, chuyện này kéo đến tận bốn tôn thần đế sao? Trong thời gian 3 ngày này, Liên Minh Ngũ Hoàng đã truyền khắp thần giới, đồng thời cũng đã tuyên cáo lưu ngôn của Thiên Đế, không khó để chư thần đoán ra lai lịch của những đội quân này nghe thêm khẩu hiệu của họ, càng rõ mối liên quan với thần đế. Long đế, thiên đế, tử vi thần đế, yêu đế. Mấy người này muốn dọa chết người hay sao, thần giới trở về thời kỳ thần đế tung hoành rồi à? Chư thần nơi thần giới kích động, không ít người cảm thấy tuyệt vọng trào dâng. Thời đại thần đế, nhiều thần đế cùng trở về như vậy, ngộ nhỡ xảy ra va chạm, phát sinh chiến tranh, thân là một thành viên của thần giới, không ai có thể tránh khỏi. Các vị thần cổ xưa lần lượt kéo về hang ổ của mình, Quân Thiên Đế về đến Thiên Đế Sơn, việc đầu tiên làm là tìm Thiên Đế Cung. Long tộc dưới sự dẫn dắt của Long Hinh Nhi cũng tiến vào Long Đế Cung. Quân Tử Vi tiến vào tinh không, tìm kiếm Tử Vi Cung. Quân Yêu Đế kéo vào Sơn Mạch Yêu tộc, không biết từ đâu rời đến một đỉnh núi, tên gọi Yêu Đế Sơn. Giang Thái Huyền đang ngâm mình tắm, nhận được truyền tin của Long Hinh Nhi đầu tiên, chàng chủ hãy cẩn thận. Quân Thiên Đế muốn bình định thần giới trước khi Thiên Đế trở về, họ muốn thống nhất thần giới, để khi Thiên Đế trở về lập tức có thể ngồi lên đế vị. Bản chàng chủ không quan tâm đến việc thần giới thống nhất hay không, bản chàng chủ chỉ quan tâm, khi nào thì thiên đạo xuất hiện. Giang Thái Huyền ngước nhìn trời, ánh mắt trải đầy niềm mong đợi. Dẫu thiên đế trở về, muốn hợp đạo không phải dễ dàng, vả lại, cần vượt qua thần đế, trở thành một tôn thánh nhân mới có thể hợp đạo. Nếu thiên đế vẫn nguyên cảnh giới thần đế như xưa, thiên đạo có lòng chọn ông ta đi chăng nữa, cũng đành phải vứt bỏ ông ta. Giang Thái Huyền ngắt liên lạc, tiếp tục ngâm mình trong bồn tắm, thích ý lim dim đôi mắt, thần dịch này sôi rất vừa phải, nghĩ ngợi một chốc, hắn đứng dậy đi sang ghế mát xa, thái thượng thần nữ chờ đợi đã lâu, diện mạo cũng không tầm thường, người này do đông hoàng dụng tâm chọn lựa cơ mà. Dùng sức một chút, bản chàng chủ ưa mạnh, Giang Thái Huyền nói, năng lượng hỗn độn tràn khắp cơ thể, hoàn toàn không thua kém lực tay cấp thái thượng. Được, chàng chủ, thái thượng thần nữ khẽ mỉm cười, trải qua huấn luyện nghiêm khắc, nàng biết kế tiếp cần phải làm gì. Cốt, đang định động thủ, một âm thanh lạnh lẽo truyền đến, thái thượng thần nữ chỉ thấy trước mắt tối sầm, lập tức bị đánh bay ra xa. Giang Thái Huyền, Hằng Nga, ta chỉ xoa bóp thôi mà, có cần phải vậy không? Âm đùng, đột nhiên, một âm thanh chấn động truyền đến, cửa lớn nhà tắm bị đạp tung, một vị thần mặc áo giáp vàng lạnh lùng nhìn họ, dám không tôn trọng phi thăng điện, đáng chém. Người là quân thiên đế à? Giang Thái Huyền trộm nhìn Hằng Nga rồi nhíu mày quay sang nhìn thần mặc áo giáp vàng. Có mắt nhìn đấy, thần phục dưới uy thiên đế, xây dựng lại nơi này, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thần áo giáp vàng lạnh lùng nói, nói vậy thì ngươi không có mắt nhìn rồi, chỗ này đã thành bồn tắm tư nhân của bản chàng chủ, ngươi cút xéo ngay đi, bản chàng chủ sẽ xem như chưa xảy ra việc gì. Nét mặt Giang Thái huyền hiện rõ ta đây không vừa đâu, bản chàng chủ là người làm ăn, chẳng buồn cùng với ngươi. Ôi có đậu mè, hằng Nga tỷ tỷ cứu ta. Hằng Nga liếc mắt nhìn hắn, vừa nhắc trường, khí tức quảng hàn rung động, chiến thần áo giáp vàng vừa động thủ liền bị đóng băng, bay khỏi nhà tắm, rơi ngay phía trước. Còn không mặc quần áo vào đàng hoàng đi. Hằng Nga tức giận nói, người còn đợi ta xoa bóp đấm lưng cho à. Giang Thái Huyền cười gượng, vội mặc quần áo vào, cùng Hằng Nga đi ra, hắn rất muốn xem thử, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Đạo Hữu suối nước ấm hay suối nước nóng đấy, có cần chọn gói không, thoải mái không? Đạo Hữu chỗ này của ta là suối nước ấm, tuyệt đối chính tông, rất thoải mái, điều chỉnh nhiệt độ tùy ý, kỹ thuật của thần nữ ở đây cũng rất tuyệt, muốn mạnh cỡ nào có mạnh cỡ đó, nắn chết cũng được. Giang Thái Huyền trợn mắt há miệng, da mặt co giật, đạo hữu đã được phổ cập rồi à. Giang Thái Huyền kinh ngạc đến ngẩn người, mấy tên thần áo giáp vàng kia cũng ngây theo, ta đến để phá chỗ này đấy, người hỏi ta có ngâm nước nóng không à. Nhà tắm Long Hạo à, thần áo giáp vàng nhìn bằng hiểu, rất mơ hồ, nhưng ngay sau đó liền đùng đùng nổi giận, đường đường nơi phi thăng, bị các người cải tạo thành nhà tắm rách nát gì đây hả. À? Đây là thần điện phi thăng đấy, trong thời đại của họ, nơi này dùng để tiếp dẫn tân thần phi thăng, kết quả, giờ các ngươi dùng để ngâm mình tắm rửa sao? Làm sao thần dưới trần gian phi thăng được nữa? Chương 1416, dâng lễ, đạo hữu, ta có chừa vài chỗ để phi thăng mà, và lại có cả nhà tắm phi thăng nữa, ngâm ngâm tắm tắm thì thình lình một người trồi lên, mới lạ biết chừng nào, có muốn thử không? Một vị thái thượng chân thần cười nói, thần kim giáp sao? Sao áo giáp vàng, Ngươi còn dám bấn cờ ta à, ngươi không biết mục đích ta đến đây sao? Còn cái gì mà nhà tắm phi thăng, ngâm ngâm tắm tắm, thình lình có người trồi lên hả? Ngươi chết đi cho bản, Uyên, một người bước ra từ trong nhà tắm, chính là yêu vương, vỗ ngay một trường khiến thần kim giáp ngã vật xuống đất, điềm đạm nói, lôi vào, cho hắn thử cảm giác được trả lưng, tăng giá gấp 10. Giang Thái Huyền, ngươi cưỡng ép người ta xài tiền à, ta phục người mẹ rồi, mà tây yêu vương ngươi tại sao quen biết với Long hảo thế kia? giang thái huyền ngước mắt nhìn bảng hiệu nhà tắm long hạo được liên minh ngũ hoàng bảo vệ miễn phí đến náo loạn đồng nghĩa đắc tội liên minh ngũ hoàng hằng nga tiên tử nhà tắm tư nhân của chúng ta nàng xem hai người chúng ta giang thái huyền xoa tay nói hằng nga không nói câu nào sách cổ hắn đi tiện tay đóng cửa nhà tắm tốt thôi hằng nga không muốn mình xoa bóp trà lưng cho ôi chao chúng ta đừng như thế được không ta tạo dựng nơi này để hưởng thụ cơ mà chi bằng nàng xoa bóp cho ta đi Hồ phi thăng là nơi người dưới trần gian phi thăng, một số thần ở thần giới đột phá cũng đến đây để chuyển hóa thần thể, có thể nói cực kỳ quan trọng. Ngày xưa khi Thiên Đế còn tại vị, những hồ phi thăng này đều do Thiên Đế quản lý, đương nhiên bây giờ muốn đoạt trở về. Có điều, thời đại ngày nay đã khác, Liên Minh Ngũ Hoàng không dễ dàng gì khai thác thành nhà tắm, há lại giao cho kẻ khác. Vì vậy, họ đặc biệt nhận sự huấn luyện của người Trần Gian, hơn nữa còn hợp tác sáng tạo ra một thủ pháp xoa bóp đặc biệt có thể từ từ tiêu trừ mệt mỏi cho thần minh dần dần tăng cường sức khỏe cho thần minh vì kiếm tiền quân thiên đế chiếm vài hồ cũng chẳng sao nhưng muốn đoạt sản nghiệp của họ thì không thể được liên minh ngũ hoàng quân thiên đế quá đáng lắm rồi nếu bản vương không ngờ có thực lực mạnh mẽ thì đã bị giết đi rồi một vài thần vương chạy đến tố cáo các ngươi đã thu tiền rồi đấy đúng đấy các ngươi thu tiền rồi nhà tắm của ta bị phá phải làm chủ cho ta bằng không ai bồi thường tổn thất này các thần minh lần lượt đứng ra các vị yên tâm bản hoàng sẽ đích thân đến thiên đế sơn một chuyến đông hoàng mở miệng giang thái huyền bị hằng nga kéo về đạo tràng mà buồn rũ rượi trong lòng rất khó chịu chủ ý của mình mà mình không thể hưởng thụ ai mà không khó chịu Tràng chủ người tự đến đạo tràng mà xem hằng nga lạnh lùng nói đạo tràng xảy ra chuyện gì rồi đuôi mày thái huyền giật một cái đột nhiên gia tăng tốc độ bấy giờ một đội ngũ nhỏ đứng trước thần ma đạo tràng đều là thần mặc áo vàng giáp vàng tay cầm trường thương người dẫn đầu là một tôn thần hoàng trung kỳ, còn lại đều là thần vương đỉnh phong. Xung quanh không có thần minh nào khác, nhân viên trong đạo tràng đã bị dọa sợ đến không dám ra, các thần ma thì không biết đã đi đâu. Họ đến đây để mua bán hay đến để phá đạo tràng đây? Giang Thái Huyền nhíu mày, ép người thần phục, dâng lễ, hằng nga nhàn nhạt đáp, tiên tử đừng làm rộn, loại người như thế, sao các ngươi không giết cả đi? Giang Thái Huyền bĩu môi, việc bảo vệ đạo tràng, nên xuất thủ đi chứ. Tìm ai, hàng Nga lãnh đạm nói, hai hôm trước, thông thiên giáo chủ và hậu thổ nương nương luận đạo, các thần ma khác đi nghe đạo, đám chư bát giới nhốn nháo trong nhà tắm như ngươi vậy, còn ta không muốn xuất thủ. Khổ, tiên tử, ngươi giúp một chút có sao đâu. Giang Thái huyền vội nói, quả thật thông thiên giáo chủ và hậu thổ nương nương đã đi luận đạo từ sớm rồi, từ khi ra ngoài đến nay, thông thiên chưa từng giảng dạy cho đệ tử, nhóm người vân tiêu đã không đợi được nữa rồi, không quan tâm đến đạo tràng. Ngược lại hàng Nga có quan tâm, nhưng theo lời Hằng Nga nói, nàng xông pha trước trận, còn Giang Thái Huyền chạy đi ngâm bồn tắm, tìm thần nữ giúp mình trà lưng hà. Nghĩ hay thật, Hằng Nga không đồng ý. Hằng Nga cúi đầu, nét mặt lạnh lẽo có phần nghiêm túc khác thường, dựa theo lý luận của chàng chủ, nữ nhân xuất đầu, nam nhân chạy đi tắm rửa xoa bóp, người xoa bóp còn là một thần nữ xinh đẹp, người như thế là đàn ông tồi, trừ bát giới và đường tăng là đàn ông tồi, còn chàng chủ ngươi thì không phải sao. Giang Thái Huyền, vấn đề đàn ông tồi này, bản chàng chủ sẽ thảo luận với nàng sau, Giang Thái Huyền bối rối, đi thẳng qua kia, mời các vị về cho, đạo chàng chỉ làm ăn mua bán, không muốn có dây mơ dễ má với bất kỳ thế lực nào, cũng không muốn kết thù thành địch, càng không thần phục, hy vọng các vị hiểu cho. Dưới chân thiên đế, vạn vật thần phục, thần hoàng trung kỳ lãnh đạm nói, tiếp chỉ đi, người nghe không hiểu tiếng người sao, tiếp chỉ á, thay mặt thiên đế ban lệnh, thần ma đạo chàng Giang Thái Huyền, mỗi tháng dâng nộp trăm vạn hỗn độn khí, năm mươi vạn hỗn độn đan, 10 vạn căn nguyên pháp tắc, 10 vạn pháp tắc. Dừng, Giang Thái Huyền tức giận, người tưởng ông đây không cần tiền thật đó à? Dâng nộp mỗi tháng á, người thu tiền bảo kê đến tận chỗ ta đó sao? Giang Thái Huyền, bản hoàng không thương lương với ngươi, đây là ý chỉ của thiên đế, hy vọng ngươi có thể nhận thức rõ ràng về thần giới này, đừng tưởng ngươi có mấy thứ đồ này thì bản hoàng sẽ không giết ngươi. Thần Hoàng Trung Kỳ lạnh lùng nói, trong vòng một tháng không nộp đủ số, đại quân giáng lâm, san bằng thần ma đạo tràng, ta cứ ngang ngược thế đấy. Giang Thái Huyền cười, san bằng thần ma đạo tràng ư. Giáo chủ, nương nương, đạo tràng sắp bị tiêu diệt đến nơi rồi, các vị còn tâm trạng luận đạo à? Tràng chủ, chẳng phải hằng Nga đã nói nàng ta có thể trông chừng đạo tràng được hay sao? Thông thiên giáo chủ rất đối mơ hồ, đáp, Giang Thái Huyền sượng sùng, tiên tử nói ta là tên đàn ông cặn bã, ta biết làm sao được. Người vẫn nên động thủ mau đi, chương 1417, Tinh Hà Đế Điển. Âm đùng, một âm thanh chấn động, một luồng trưởng lực thuần cổ, không hiển lộ chút uy thế nào từ trên trời giáng xuống, bao trùm toàn bộ thần kim giáp, thần hoàng trung kỳ tỏ vẻ nhạo báng, thế lực thần vương cũng dám phóng. Đùng, tiếng chấn động vang, trưởng lực đã giáng xuống đến, thế giới im phăng phắc, chỉ thấy trước mắt còn sót lại đống máu thịt bầy nhầy và thần khí vỡ vụn. Người đâu, quét dọn chỗ này đi." Giang Thái Huyền vẫy tay nói. Nhân viên vội chạy ra, quét dọn đống máu thịt, trên mặt hiện đầy sự kích động đương nhiên hắn không sợ quân thiên đế, hắn sợ mấy vị đại nhân trong đạo tràng không xuất thủ. Khổ, hằng Nga tiên tử, bản tràng chủ thề, sau này chỉ ngâm mình thôi, không tìm thần nữ trà lưng nữa, nếu vi phạm lời thề, nguyện cho chư bát giới bị trời đánh thánh đâm. Giang Thái Huyền trịnh trọng nói, hằng Nga, ta vốn định nhắc nhở, thiên đạo thức tỉnh, thề thốt phải cẩn thận, kết quả, người nói chư bát giới bị trời đánh thánh đâm à. Xem cái dáng vẻ trịnh trọng của ngươi, chút nữa thì ta tin rồi chúng ta đi uống trà đi, ta nói được làm được, sau này chỉ ngâm mình thôi, nếu cần xoa bóp sẽ tìm tiên tử. Giang Thái Huyền thấp giọng nói, Hằng Nga liếc nhìn hắn rồi về Quảng Hàn cung tấu đàn. Giang Thái Huyền nhìn về phía thiên đế Sơn, thầm tự nhủ thiên đế nhờ vào căn nguyên, thần tỷ thiên đế dung nhập trận pháp chư thiên, vĩ lực chư thần trở về, tăng cường căn nguyên, thiên đạo này, phải trang muốn bắt đầu từ phe phái của thiên đế. Nếu thiên đế thống nhất thần giới là hướng tất yếu, theo truyền đạo của hồng quân mà xét thì ngăn cản chính là trái ý trời nếu giờ ta đến thiên đế sơn tiêu diệt quân thiên đế cho dù gặp được thiên đạo liệu có ý thủ địch hay không việc này cần phải suy xét kỹ càng ta không sợ thiên đạo gây khó dễ chỉ sợ thiên đạo không bằng lòng giao dịch thôi giang thái huyền suy tư nên làm thế nào đây rất nhiều thần không biết thiên đạo thức tỉnh bởi vì từ khi họ ra đời đến nay đa số đều tiếp xúc với thời đại không có trời do đó không biết thần giới có thiên đạo gì cả còn quân thiên đế quyết tâm thống nhất thần giới sau khi thiên đế trở về vẫn chiếm ngôi vị thiên đế trí cao trưởng ngự chư thiên liên minh ngũ hoàng chấn động đông hoàng bước khỏi liên minh đến thiên đế sơn nơi của mình bị người ta phá nhất định phải tìm người nói lý thuận tiện ông ta còn mang theo giấy tờ bên chê ghi rõ tổn thất lần này đông hoàng từ liên minh ngũ hoàng giá lâm quân thiên đế hoan nghênh một vị thần hoàng trung kỳ ngạo nghễ đứng trên đỉnh núi trầm giọng cất lời trên thiên đế sơn cấm ngự không bản hoàng cứ ngự không thì sao thần thái đông hoàng rừng dưng đừng nói đến việc thiên đế của các người chưa về cho dù đã về rồi dùng cứng chọi cứng một phen bản hoàng cũng không sợ hiện giờ bản hoàng đã có công pháp thần đế theo sự khôi phục của thế giới đã chạm đến cảnh giới thần đế tương lai cũng thành một vị tối cao và lại tương lai đó cũng không còn xa nữa đông hoàng người đang thách thức uy nghiêm của thiên đế sao thần sắc thần hoàng trung kỳ lãnh đạm không hề sợ hãi kẻ thách thức uy nghiêm của thiên đế, giết. Một tiếng hét giận dữ từ ngàn vạn người hợp lại, trên dưới thiên đế sơn, tức khắc xuất hiện các bóng người, khí thế ngút trời, thiên uy hừng hực xuất hiện, khiến Đông Hoàng động thanh sắc. Thiên uy à, Đông Hoàng lầm nhầm, nhưng ông ta cười lạnh, thiên đạo thì đã sao, cũng không phải sinh linh, không cần không trực tiếp giết ông ta thì ông ta không sợ. Hơn nữa, ông ta đang đại diện liên minh ngũ hoàng bảo vệ chư thần, một khi run sợ, vậy liên minh kia giải tán được rồi. Chớ ép bản hoàng động thủ, tinh hà cửu chuyển, chủ thiên tinh thần. Đông Hoàng hừ lạnh một tiếng, khí tím bốc lên dạo rực, giữa tinh không, một ngôi sao khổng lồ chấn động, phát ra vô vàn khí tím, còn có các ngôi sao đầy trời bắn ra vô tận những sức mạnh tinh tú. Tử vi đế tinh sao, người có quan hệ gì với tử vi thần đế, quân thiên đế kích động, một vị thần hoàng từ trong thiên đế cung bước ra, nhìn Đông Hoàng với thần sắc ngưng trọng. Vạn cổ thanh thiên, tử vi vô hạn, chủ của tinh không, thần đế tối cao, tử vi thần đế năm xưa nắm giữ tử vi đế tinh, hiệu xưng chủ của tinh không, cũng chỉ có tử vi thần đế kêu gọi được đế tinh. ầm um, tinh không chấn động, từng đường tinh quang sáng trói dọi xuống, một thần quân khác dáng lâm, quân tử vi tinh không. truyền nhân của tử vi thần đế đó chăng, quân tử vi cả mừng nhìn Đông Hoàng, không phải, bản hoàng tự sáng tạo, Đông Hoàng bình đạm nói, tự sáng tạo tinh hà bí điển, tuy chỉ cấp thần hoàng, nhưng qua sự thúc đẩy, trở thành công pháp cấp thần đế. Tự sáng tạo à, xin hỏi công pháp do ngươi tự sáng tạo tên gọi gì? Một vị thần hoàng đỉnh phong mặc chiến giáp màu tím, thân tỏa rực ánh sáng tím bước đến, ngưng trọng nhìn Đông Hoàng. Tinh Hà Đế Điển, Đông Hoàng ngạo nghễ nói, Tinh Hà Bí Điển khi xưa chỉ là cấp thần hoàng, hiện đã thúc đẩy thành một thiên thần đế, đương nhiên phải được xưng đế điển. Tinh Hà Đế Điển ư, thần hoàng đỉnh phong hết sức kinh ngạc, nhìn Đông Hoàng, sau cùng hồi phục được vẻ bình tĩnh, Đông Hoàng kinh tài tuyệt diễm, bản hoàng ở tử vi tinh, đợi Đông Hoàng giá lâm tử tướng quân quân tử vi nhìn thần hoàng đỉnh phong tỏ vẻ thắc mắc đi thần hoàng đỉnh phong không đáo lập tức dẫn người đi tinh hà đế điển xem ra đông hoàng đã chạm đến cảnh giới đó rồi vẻ ngông cuồng của vị thần hoàng đỉnh phong quân thiên đế biến mất mời nói vào trong nói chuyện được chứ được đông hoàng xoay chuyển ý nghĩ bước vào thiên đế sơn đâu phải ông ta không nhìn ra đối phương nể mặt quân tử vi không phải nể mặt ông ta quân tử vi đã nói chờ ông ta ở tử vi tinh nếu quân thiên đế thật sự khai chiến với lão, còn phải xem động thái sắp tới của quân tử vi. chương 1418, suy tính, trong thiên đế cung, thần hoàng đỉnh phong cho mang bản ghế, mời đông hoàng ngồi, dâng thần trà thiên kình, thống lĩnh thiên quân, bái kiến đông hoàng. Thiên quân ư, đông hoàng nhíu mày, tại sao lại bỏ đi chữ đế? Thiên đế quân vốn phân thành thiên quân và đế quân, thiên kình lãnh đạm đáp, đông hoàng đến đây chuyến này vì để giao hồ phi thăng trăng. Ngươi nghĩ rằng có thể thế à, Đông Hoàng cười lạnh một tiếng, một tờ giấy trắng xuất hiện, phiền thanh toán sổ sách cho, Thiên Đế Quân cũng không thể quyệt nợ. Thiên Kình, Thiên Đế Quân không thể quyệt nợ ư? Đậu xanh, chẳng phải chúng đi đoạt hồ phi thăng về hay sao? Tại sao toàn tiêu phí thế này, còn một khoảng khổng lồ nữa chứ? Thiên Kình thống lĩnh, sản nghiệp của ta đều là làm ăn nhỏ, còn người của ngươi lại cứ đòi bồn tắm tốt nhất, sư phụ có kỹ thuật giỏi nhất, biết hưởng thụ hơn ai hết, cũng may, bọn ta có giá cả phải chăng, tổng cộng 350 vạn mời thanh toán. Đông Hoàng nhàn nhạt nói, thiên kình bằng hoàng, con mẹ nó, người tìm ta chỉ để thanh toán tiền sao. Kỷ luật thiên đế quân nghiêm ngặt, quân lệnh như trời, bọn ta đi làm gì, tin chắc Đông Hoàng hiểu. Thiên kình lạnh lùng nói, Đông Hoàng, chắc người không cho rằng viết bừa mấy tờ giấy thì lừa gạt được ta chứ hả? Ta nào dám lừa gạt, không tin người có thể đi xem, các thủ hạ của ngươi có phải còn đang hưởng thụ hay không? Đông Hoàng cười lạnh nói, thiên kình nhíu mày, Đông Hoàng đã nói thế, chẳng nhẽ thiên đế quân chạy đi hưởng thụ cả rồi sao? Chuyện này không thể nào, quân quy nghiêm khắc cỡ nào cơ chứ, quân lệnh như trời, sao chúng có thể dám vi phạm chứ? Thống lĩnh đi xem thì biết, Đông Hoàng lặp lại, Đông Hoàng, nếu chỉ vì chút tiền tài đó, không cần thiết như thế. Thiên Kình bình tĩnh nói, vẫy tay gọi một tôn thần minh, đi lấy 500 vạn thần thạch cho Đông Hoàng, đấy là thành ý của bản Hoàng. Đông Hoàng, người bị bệnh hay sao mà cho ta thần thạch, bây giờ thần thạch còn giá trị gì đâu thiên kình thủ lĩnh mời ngươi xem cho rõ thủ hạ của ngươi nợ nguyên điểm thần ma là tiền của thần ma đạo tràng không phải mấy hòn đá vụn đó đông hoàng chỉ vào tờ giấy lạnh lùng nói đừng mang thần thạch gì đó ra đùa dẫn bản hoàng tuy bản hoàng làm ăn nhỏ nhưng phẩm cấp rất cao thứ rác rưởi ấy không thanh toán được thiên kình có chút ngạc nhiên tiền tệ thời nay không phải thần thạch nữa sao nguyên điểm thần ma kia là cái quỷ gì thống lĩnh Tiểu đội đến thần ma đạo tràng, bỏ mạng cả rồi. Một vị thần hoàng trung kỳ đến, trầm giọng nói: "Bỏ mạng sao? Thần ma đạo tràng à?" Thần sắc Thiên Kình phát lạnh, vừa định mở miệng, đột nhiên nhìn sang tờ giấy, "Tiền của thần ma đạo tràng mà ngươi nói đến là thần ma đạo tràng bán hỗn độn khí gì đó đúng không?" Đông Hoàng nhìn ông ta bằng vẻ cổ quái, "Không sai, các ngươi chạy đi gây hấn với đạo tràng à? Tại hạ bội phục, cả đạo tràng ngươi cũng dám trêu vào, chắc không phải các ngươi đến đạo tràng thu tiền bảo kê đó chứ?" Trong tiểu đội đến đó có thần Hoàng Trung Kỳ, người mạnh nhất thần ma đạo chàng chỉ vào hàng thần Vương Đỉnh Phong, sao có thể mất mạng được, do kẻ nào ra tay. Thiên kình thống lĩnh lên tiếng nói, ánh mắt chuyển sang hướng Đông Hoàng. Đừng nhìn bản Hoàng, không phải hành vi của liên minh ngũ Hoàng. Đông Hoàng lạnh lùng nói, hồi bẩm thống lĩnh, dựa theo tin tức hồi báo, do một trưởng lực giết sạch. Thần Hoàng hậu kỳ vội đáp, một trưởng lực ư, thần Hoàng Đỉnh Phong ngây người, người có thể vào thiên quân, còn là thần Hoàng, dù hàng trung kỳ cũng thuộc dạng nổi bật trong số cung cấp, một thần hoàng đỉnh phong thông thường cũng không dùng một trưởng giết chết nổi. Nhưng khi đến đạo tràng gì đó thì bị một trưởng giết sạch hay sao? Thiên Kình thống lĩnh, nếu ngươi đã có điều rắc rối với đạo tràng, vậy số tiền này lần sau bản hoàng mới đến lấy, ngươi cứ xử lý trước. Đông hoàng đi ngay, đùa cái gì vậy không biết, đã biết đạo tràng làm căng rồi thì không phải vấn đề tiền hay không tiền nữa, mà là việc thiên đế quân còn sống thêm mấy ngày nữa. Hai vị tồn tại khủng bố kia của đạo tràng bất kỳ vị nào đều có thể san bằng thiên đế quân, ông ta phải đi hỏi đạo tràng xem xảy ra việc gì, nếu hạ thủ với thiên đế quân, mình có thể ké chút canh nào không? Thấy đông hoàng bỏ đi nhanh như chấp, thiên kình ra chiều suy tư, lại hạ lệnh, thu thập tin tức về thần ma đạo tràng, càng nhiều càng tốt, tạm thời đừng hạ thủ với đạo tràng đó. Vâng, thần hoàng trung kỳ cung kính cáo lui, ánh mắt thiên kình ngưng trọng. Nhìn về tinh không, hy vọng các ngươi đừng xen vào việc của thần giới, nếu không, dưới đại thế, tử vi thần đế trở lại, các ngươi chỉ đành một thân một mình mà thôi. Đối với tinh hà đế điển của Đông Hoàng, Thiên Kình đắn đo suy nghĩ, thật ra y được truyền thừa của Tử Vi Thần Đế hay thật sự tự sáng tạo nên. Nếu tự sáng tạo thì tốt, nếu được truyền thừa, đồng nghĩa là một quân cờ dưới trướng Tử Vi Thần Đế. Đông Hoàng rời khỏi Thiên Đế Sơn, phi thẳng đến đạo tràng, Giang Thái Huyền đang trong đạo tràng. "Tràng chủ, Thiên Đế quân đã đến đây rồi hả?" Đông Hoàng hỏi ngay, nghe nói người còn giết Thiên Đế quân hả? "Ừ." giang thái huyền hờ hững đáp trang chủ người tính sao chẳng lẽ người định diệt sạch thiên đế quân à nếu thật thế thì tính phần ta nữa ta sẽ hô hào cổ vũ đông hoàng phấn khích nói giang thái huyền đông hoàng giờ ngươi cũng biến thành cá khô rồi sao chỉ biết hô hào cổ vũ à trang chủ người nói mau đi thật ra làm sao đông hoàng vội hỏi bản trang chủ đang suy tính giang thái huyền liếc nhìn lão nhàn nhạt nói có thể thiên đạo đã để mắt đến thiên đế quân sẽ phù trợ thiên đế quân thống nhất thần giới. chương 1419, Hợp Đạo, Đông Hoàng gật gật đầu, chuyện này dễ hiểu, thiên đế trở về, tiếp tục nắm giữ thần giới, nếu đúng như những gì chàng chủ và mọi người nói thì muốn hợp đạo, phải ngồi trên đế vị, bàn hoàng vừa từ thiên đế sơn về, được biết thiên đế chia thành thiên quân và đế quân. Thiên quân và đế quân à, Giang Thái Huyền Trầm Tư nói, chúng ta phải tìm được thiên đạo, việc đó phải thuận ý trời hay nghịch ý trời mới được thuận ý trời thì dễ giúp bọn chúng thống nhất thần giới thì được rồi đông hoàng nói nhưng còn trái ý trời chính là ngăn cản thiên đế quân chống lại lẽ trời đất như những gì các vị đại nhân đã nói ngươi sai rồi thuận ý trời mới khó giang thái huyền thở dài một hơi mang ra một tờ giấy ngươi xem đi mỗi tháng dâng một trăm vạn hỗn độn khí dâng thiên đế quân này điên rồi sao đông hoàng chừng to mắt trang chủ là ai cơ chứ vĩnh viễn không có chuyện miễn phí ra ngoài uống trà vui chơi thì toàn miễn phí, một kẻ xem tiền như mạnh, đòi hắn dâng lễ à. Giang Thái Huyền không biết làm sao, ta vốn không định kết thù với họ, nhưng chuyện cống nạp này, thật khó cho bản chàng chủ quá. Cho nên, ngươi muốn diệt thiên đế quân à? Đông Hoàng trầm giọng hỏi, không, sao bản chàng chủ có thể làm ra chuyện lớn như trái ý trời được? Giang Thái Huyền lắc đầu, bản chàng chủ muốn cho thần giới biết chỗ tốt của hợp đạo, vượt qua thần đế, người duy nhất nắm quyền của thần giới, còn tôn quý hơn cả người được xưng danh thiên đế, trang chủ người định đùa chết thần giới à? đông hoàng ngây người, một khi tin tức này truyền ra ngoài, thần giới còn không phát điên sao? thần đế đã chí cao vô thượng, một khi có tồn tại vượt qua thần đế xuất hiện, vậy cả thần giới đều sẽ sôi sụp. chuyện như hợp đạo ai cũng muốn, nhưng ai cũng có cái không muốn. họ đều muốn mình được hợp đạo, không muốn người khác hợp đạo, cho dù người hợp đạo này từng là thiên đế, thiên đế có mạnh hơn cũng là thần đế không chỉ có mình ông ta, nhìn ba đại quân Long Đế, Tử Vi Thần Đế, Yêu Đế kia mà xem, ai dám nói chắc rằng ba vị Thần Đế này không sánh bằng Thiên Đế. Cho dù không bằng thì khi họ liên thủ vẫn có thể chế ngự được. Nhưng một khi hợp đạo thì đã khác, hợp đạo chính là người duy nhất nắm quyền, thần giới này sẽ do người họp đạo làm chủ, cho người sống thì người sống, bắt người chết thì người phải chết, không ai cứu nổi ngươi. Bản trang chủ đây vì chư thần thần giới, giúp họ nhận thức sự việc sớm một chút, trên thế giới này có tồn tại vượt qua thần đế." Giang Thái Huyền trầm trầm nói, không quên tự tâm bốc mình, một người tốt như ta, làm việc gì cũng đều vì thần giới. "Trang chủ, thật ra ngươi nghĩ thế nào vậy?" Đông Hoàng cười khổ, "Không phải ngươi nên xuất thủ diệt trừ Thiên Đế Quân rồi nghĩ cách hợp đạo hay sao?" Giang Thái Huyền lắc đầu, "Ngươi nghĩ nhiều rồi, nếu Thiên Đế Quân thật sự đại diện thiên đạo, nghịch thiên thành công, ngươi cho rằng thiên đạo sẽ bằng lòng cho ta dung hợp sao?" cho nên ngươi mới muốn mượn tay thần giới tiêu diệt thiên đế quân như vậy không ảnh hưởng đến ngươi phải không đông hoàng nhíu mày nói có thể nói vậy giang thái huyền gật gật đầu ngừng một chút lại nói đương nhiên không nhất thiết phải tiêu diệt thiên đế quân chủ yếu vẫn vì thần giới xem họ có muốn tranh vị trí đó hay không thiên đế có thể thần đế khác cũng có thể được được tùy ngươi nhưng ta không tham dự đâu đông hoàng lắc đầu ta muốn phát triển liên minh ngũ hoàng vì nghe các ngươi nói về thiên đạo thấy sao mà đáng sợ quá tốt nhất các ngươi không tham gia làm ăn mới quan trọng nhất giang thái huyền xua tay ngươi về lo việc đi việc này đừng nói lung tung ra khỏi đạo tràng mà ngươi nói những lời đó thiên đạo sẽ chú ý đến đấy đông hoàng gật gật đầu xoay người rời đi đông hoàng vừa đi giang thái huyền liền lấy ra một phiến đá nhìn ra bầu trời bên ngoài thì thầm nói thiên đạo ơi đừng trách ta thần trong thiên hạ đều muốn hợp với ngươi ta chỉ cho thần trong thiên hạ một cơ hội thôi. Cũng may thiên đạo không nghe thấy, nếu không chắc phải ăn thua đủ với hắn, đâu ra cả thế giới đều muốn hợp đạo vậy. Giáo chủ, hậu thổ đại nhân, làm phiền. Giang Thái Huyền mời hai vị đại lão ra, nếu việc này thành công, thiên đạo hiện thân, hai vị có thể được căn nguyên thiên đạo, nhưng bao nhiêu thì bản chàng chủ không dám đảm bảo. Không chỉ mình hắn muốn có căn nguyên thiên đạo, hai vị này cũng muốn, cho dù thiên đạo của thế giới này yếu hơn, nhưng thiên đạo vẫn là thiên đạo, căn nguyên dày đặc, không chỉ có thể gia tăng tốc độ khôi phục mà còn có thể giác ngộ một cảnh giới đa tạ tràng chủ lần này bọn ta sẽ toàn lực phối hợp với tràng chủ thông thiên giáo chủ lộ chút vẻ vui mừng căn nguyên thiên đạo khi còn ở hồng hoang lão cũng muốn đáng tiếc thiên đạo hồng hoang quá mạnh còn có thầy hồng quân nhà mình vốn dĩ không thể lấy được hậu thổ nhận phiến đá thu vào lục đạo luân hồi rồi xoay người đi thông thiên giáo chủ cầm phiến đá rồi cũng vội vàng đi vì cả thần giới bản tràng chủ thật phí nhiều tâm sức Giang Thái Huyền thở nhẹ một hơi, rời bước đi, nhân viên đảo mắt, đối với độ mặt dày của chàng chủ, hắn bội phục vô cùng. Long Hạo, nửa canh giờ sau dẫn người đến nơi phong ấn thiên đế quân, nhớ đưa Long Hinh Nhi đi theo. Giang Thái Huyền nói, không thành vấn đề, chàng chủ, chàng chủ nè, ta mới vừa tìm được mấy cô thần nữ mới, thủ pháp khá lắm đó, cái đuôi của ta cũng được xoa tới dễ chịu chết đi được, người nhất quyết không tới sao. Long Hạo truyền tin nói, cút, bản chàng chủ là người đàng hoàng. Giang Thái Huyền dứt khoát đáp: "Đông Hoàng, giờ ngươi sắp đến tử vi tinh à? Tốt, chốc lát thần giới kích động, tốt nhất nên kéo theo cả tử vi quân." Giang Thái Huyền truyền từng tin một: "Thiên đạo ơi, cả thần giới đều muốn hợp với ngươi, ngươi tính sao đây?" Giang Thái Huyền nhếch mép: "Thế giới Hồng Hoang khi xưa, Hồng Quân hợp đạo, đó là vì trước đó không ai biết, nếu biết Hồng Quân hợp đạo, cả Hồng Hoang sẽ cho phép điều đó sao? Tuyệt đối không." Giang Thái Huyền cảm thấy rằng mình cần phải quy hoạch một tương lai mới cho Thiên đạo hợp đạo cái gì chứ tận sức rồi thì đừng làm nữa họ đã chuẩn bị hợp đồng rồi hợp đồng đánh lừa cả thần giới về phần thiên đế trở lại thì sao đến khi đó rồi tính dù sao giờ y còn chưa trở về có khi đến lúc đó hắn đã lấy được căn nguyên thiên đạo rồi